đèn tao sáng lắm, làm sao phải nâng cấp. Nói câu những câu đấy thì nó cũng có hợp lý so với hoàn cảnh hồi xưa thôi, là đèn đường nó chưa có này. Nếu bác về quê thì bác cảm thấy đèn của bác sáng thôi, còn đây này, cái đèn của nó là cái đèn halogen như này, em nói các bác nhé, con này cái này sáng như cái đèn pin, không không đủ sáng để các bác đi. Đây này, cái đèn nguyên bản của nó là cái đèn này cho bác nhá. Và đây cái đèn em đang thay vào đây là bộ đèn bi này, như này, con này đang kiểm thoải mái anh em ạ. Và thứ hai là hỗ trợ hai chế độ pha cốt, nó rất là văn minh cho anh em đi trên đường mà không gây chói mắt cho người đối diện. Đây, anh em có thể thấy đây là cái đèn gầm này, em thấy không ạ? Đấy, ánh sáng đèn cốt, đấy ánh sáng đèn pha. Đấy, riêng với dòng X3 Pro này thì pha của nó sẽ có tâm vàng như này cho anh em. Đấy, để anh em có thể nhìn thấy là cái hỗ trợ đi mưa đi sương. Đây là đèn nguyên bản của chiếc xe này. Đây là đèn gầm lắp thêm này, anh em có thể thấy độ sáng nó vượt trội hơn rất là nhiều và ánh sáng mặt cắt rất là sắc. Đấy, bên nguyên bản của chiếc xe này, bên trên của nó là bi rồi nhá anh em nhá. Đây anh em có thể thấy đây là bi này. Đấy, tất cả đều là bi rồi. Và đó là bi LED, bi nguyên bản theo xe. Tất nhiên là bi nguyên bản theo xe thì cũng không thể sáng được bằng với bi độ. Đây là mới chỉ là một cặp đèn gầm nên em đã nâng cấp lên thôi. Và đây là ánh sáng pha. Pha nó sẽ pha tâm vàng như thế này. Đấy, đây là cái mã X3 Pro, mã dành riêng cho hệ thống Auto 365. Đấy, để mà với cái ánh sáng nó vượt trội hơn và cả sang chiếu sáng tốt hơn. Và lắp đặt cho những cái dòng Mitsubishi này, Honda này, Toyota này, đều tất cả đều là lắp zin hết cho anh em, nên là anh em không phải đục khoét hay đồ trụ chế cái về chân chiếc, rắc chiếc và dưỡng cả. Thế anh em lắp zin hết vào đây. Còn anh em sau này anh em bán xe hoặc anh em muốn về zin thì anh em chỉ cần qua lại cửa hàng bên em đã lắp đặt ấy. Em sẽ về zin cho anh em. Đấy, rất là an toàn. Đấy, bi được tháo, đèn nguyên bản tháo ra như này rồi. Còn anh em nào mà chưa nâng cấp đèn nha, mà chưa nâng cấp ánh sáng nha, hãy đến với Agala Thái Nguyên ngay để bên em nâng cấp cho các bác những bộ đèn bi tốt nhất, hiện đại nhất và căn chỉnh đúng tiêu chuẩn nhất cho các bác. Cảm ơn các bác. Đây là sau khi bên em đã nâng cấp xong cái bộ bi gầm, anh em thấy bắt vào vị trí zin của chiếc xe nhá. Đấy anh em thấy không ạ? Đấy, bắt vào vị trí zin này. Còn đối với khi mà anh em bật đèn này, với chế độ cốt của X-Line F10 Turbo đây. Đấy, đây là chế độ cốt này. Và pha thì con này sẽ có trợ pha LED thì anh em thấy không ạ? Hai tâm cái tâm vàng là hai sẽ là hai tâm trợ pha rất là sáng và sẽ hỗ trợ anh em chiếu xa. Đấy. Đấy, sáng hơn rất là nhiều so với phiên bản cũ, phải sáng gấp đôi so với phiên bản cũ. Đấy, anh em nào có nhu cầu nâng cấp đèn gầm thì hãy đến với Agala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên nhá anh em nhá. Các bác đang cần một cái bi gầm để đi phá sương và đi trời mưa sương mù nhiều thì các bác nên lựa chọn những cái dòng bi với những cái nhiệt màu 3000 nó vàng như này. Đây chiếc Lexus này đã lắp bộ bi X3 Pro. X3 Pro bên em đã nâng cấp lên bộ X3 Pro với ánh sáng màu vàng nhé các bác nhé. Thì với ánh sáng này thì các bác có thể đi được rất nhiều cái điều kiện thời tiết khác nhau. Và điều đặc biệt là khi mà cái ánh sáng đèn trên của các bác là đèn màu trắng rồi, các bác đi cái ánh sáng màu dưới nó ngả vàng nên là các bác đi được đường hỗn hợp cũng khá là tốt luôn này. Và con này nó có trợ pha riêng các bác nhé. Là khi ở trợ pha nó sẽ có tâm pha, nó trụ pha màu vàng nha. Đấy, nên các bác di chuyển ở mọi cung đường mình thuận tiện, và đặc biệt là cái ánh sáng này các bác chạy lâu nó không bị mỏi mắt. Các bác nào mà cần nâng cấp bi gầm cho xe của mình thì các bác có thể qua Agala các bác nhé. Đi ăn chơi nhất Thái Nguyên này anh em ơi. Đây. Có chiếc xe Camry này nhá anh em, đây thấy đây. Lên một bộ đèn bi pha này, lên một đội đèn bi gầm này. Đây. Đấy, bộ bi gầm sẽ là X-Line F10 Turbo anh em nhá. Bản mới nhất của X-Line F10 bản 2024, quả này vừa mới ra. Thì bản này có cái trợ pha rất là khủng anh em nhá. Cộng thêm bi bên trên sẽ là lên cho anh em một đôi X-Line V20 bản 2024. Đây. Bi đã được lắp lên cái vị trí của đèn zin này này, anh em thấy không ạ? Đèn sẽ lắp được zin cho chiếc xe nhá. Hệ thống điện thì là giữ nguyên bởi vì công suất của dòng này nó sẽ là bằng với lại với cái đèn nguyên bản của anh em, nên là điện tiếp cắm rắc zin hết anh em nhá. Đây, bi gầm này, lắp vào vị trí zin này, anh em thấy không ạ? Độ thẩm mỹ rất là cao nhá. Lắp zin luôn nhá, không phải chế cháo gì. Đây. Như dòng Toyota cái chân bắt của nó sẽ là chân bắt zin. Đấy. Đấy, anh em thấy bắt có chân bắt riêng thì riêng cho dòng Toyota. Đấy, còn lại điện các thứ chip đèn Vifa là lắp zin. Đấy, anh em xem ánh sáng đây. Nhưng mà con này bên em đang căn chỉnh thì hiện tại chưa xong. Đấy. Anh em hãy chờ đón thế ánh sáng mà trước sau khi em nâng cấp xong thì nó sẽ như thế nào nhá.
Trước mắt anh em đây là một chiếc VinFast Lagera. Thì cái chiếc xe này cũng không có gì đáng để nói cả hôm nay cả, nhưng mà có một cái đó là chiếc xe này đã nâng cấp đèn, hệ thống đèn ở bên em đây, các bác có thể thấy đây ạ. Đèn thì được nâng cấp lên là với cấu hình là 4 bi với lòng vòng mí led beam đấy. Các bác thấy không ạ? Lắp là pad zin và điện là zin. Thì nó cũng chẳng có gì để nói cả, nếu như hôm nay mà cái đèn này nó không xảy ra sự cố, đó là một đôi đèn nó bị chập chờn và nó bị hỏng đấy. Nhưng mà chiếc xe này đã nâng cấp được cho bên em là 2 năm 11 tháng 15 ngày rồi nhá. Và chỉ còn có vài ngày nữa thôi là nó đã hết chế độ bảo hành rồi. Nhưng mà đấy, đây, cái khắc laser đây thì nó cũng khá là lâu rồi, nhưng mà cái này của em thì em hơi mờ nên các bác không thể nhìn thấy được đấy. Nhưng mà bác chủ đã đánh qua bên em và em đã check bảo hành là vẫn còn có khoảng độ 10 ngày nữa, thì bên em vẫn tiến hành đổi mới cho các bác theo chính sách bảo hành mà bên em đã đưa ra, đó là chính sách lỗi một đổi một trong vòng 3 năm đầu tiên khi mà có vẫn trong thời gian bảo hành. Và cái thời gian bảo hành cả là các bác không mất một cái chi phí gì khi mà đến bên em bảo hành đấy. Tất cả em sẽ bảo hành lại cho các bác hoàn toàn, và quả bi là sẽ là đổi mới cho các bác. Còn quả này của em là quả cháy rồi, đây đã tuốt dây và thay ra rồi đấy, quả này đã bị hỏng đấy. Sau 2 năm sử dụng thì đã hỏng, thì nhưng mà vợ em vẫn là đổi mới cho các bác nhé. Đấy, sau khi đã lắp đổi mới và thi công lại, lắp đặt lại cho các bác, căn chỉnh trả lại cho các bác đây, ánh sáng cốt cho đấy là ánh sáng cốt và ánh sáng pha đấy, các bác có thể thấy ạ. Đấy thì đấy là một cái điều em muốn chia sẻ cho các bác. Thì các bác muốn nâng cấp một cái bộ đèn uy tín, chất lượng và cái thời gian bảo hành lâu đấy, thì các bác hãy ghé qua Agala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên với địa chỉ 579 đường Phan Đình Phùng để được bên em hỗ trợ tư vấn và lắp đặt những cái sản phẩm tốt có chế độ bảo hành dài và uy tín. Còn như bình thường các bác mà lắp những cái bộ đèn này, em nói thật, lắp ở ngoài cơ sở ngoài không có dữ liệu check, không có bảo hành điện tử, các bác không check được hạn bảo hành hoặc là những cái cơ sở nhỏ ấy, thì là các bác khi mà chẳng may thì đến những cái ngày tháng cuối cùng của mình rồi, mình không check được nữa thì mình coi như là mình sẽ mất quyền lợi đấy. Chỉ còn có 1-2 ngày nữa, chỉ còn có vài ngày nữa nó hết bảo hành, nhưng bên em vẫn có chính sách bảo hành đổi mới cho các bác đấy. Đấy, các bác yên tâm thoải mái độ đèn và đi xe trên đường, còn lại bảo hành là bên em sẽ lo. Cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, đây là một chiếc Trailblazer thì đời khoảng độ 2019 ạ. Thì cái đèn nguyên bản của chiếc xe này thì đang là đèn halogen, chóa halogen. Đây anh em có thể nhìn thấy đấy, nó chóa halogen như này ạ. Và bác chủ có đến bên em và bác chủ đợt trước đã nâng cấp ở một cái, đã mua bóng về để tự lắp nhá. Con bóng led này cũng khá là sáng, nhưng mà do cái anh ấy chủ đi đêm rất là nhiều nên là không đủ cái cường độ tăng sáng cho chiếc xe của mình, nên bác chủ đã quyết định qua và chọn bên em là một cặp X-Line V30 đấy. Thì đây là cái quá trình bên em đã nâng cấp và căn chỉnh xong đấy. Khi qua hệ thống Auto 365 hoặc Agala Thái Nguyên thì bác có thể nhìn thấy một cái giải tia laser cái như kia, và có để làm gì, có tác dụng gì ạ? Đầu tiên là nó sẽ là để căn chỉnh so với cái đèn, đo cái độ mức cao thấp của chiếc đèn nguyên bản của xe này, và thứ hai là căn chỉnh cái độ mặt cắt, cái độ trụm của đèn đấy. Và thứ ba là bây giờ cái cơ chế đăng kiểm đã được nới rộng đến 15 tháng 1 này, thì cơ chế đăng kiểm đèn và mặt ca lăng sẽ nới rộng, và những cái đèn đấy nó sẽ không còn là cái quy chuẩn để mà không cho phép đăng kiểm nữa. Đấy, anh em có thể thoải mái, anh em nâng cấp đèn cho em đi cho nó an tâm ạ. Đấy, đèn sau khi lắp đặt xong thì có lắp được vào vị trí và cố định bằng ốc. Đấy, cố định bằng ốc này, cái này thì đấy, đây sẽ được cố định bằng ốc như này. Đấy, 4 chân ốc này rất là chắc chắn, đảm bảo cho anh em là đi đường không bao giờ bị rung lắc hoặc là rụng ra đèn ra này. Và có một cái chụp như này, cái chụp này bên em đã cắt tỉa, thợ kỹ thuật bên em đã cắt tỉa rồi. Đấy, và con đèn này, nhựa này là cái chụp xi này sẽ là nhựa xi chống cháy, nên là anh em yên tâm sử dụng trong vài năm, 5 năm, 7 năm hoặc 10 năm thì cái chụp xi này vẫn đảm bảo cho anh em là không bị xuống màu, không bị chảy ra. Đấy, lắp vào đây che đi những phần khiếm khuyết mà khi mà đã độ đèn lên rất là thẩm mỹ, nhìn như những cái xe nguyên bản của đời cao. Đấy, và thứ hai, khi mà độ đèn bên Agala Thái Nguyên thì anh em sẽ nhận được một cái bộ dây điện như này. Đấy, một bộ dây này chuyển điện này, tất cả đều được bọc gen chống nhiệt, chống như này, như theo nguyên bản của nhà sản xuất. Anh em có thể thấy là nhà sản xuất cũng có gen chống này. Thì bên em khi là thi công lắp đặt đèn cho anh em cũng có những cái bộ dây như này để mà lắp đặt cho anh em, đảm bảo cho anh em là cái vấn đề về thi công về điện đóm, đảm bảo an toàn cho anh em di chuyển những cung đường dài mà không bị ảnh hưởng gì. Đấy, và cái con đèn này thì được nâng cấp một bộ X-Line V30 Ultra, công suất cốt rất là khủng, công suất cốt lên đến 70W và công suất pha lên hơn 80W cho ra cái
cho anh em đi những cung đường đèo núi, con này cốt cực kỳ rộng đấy, thì cho ra đi cho anh em ánh sáng đi những cung đường đèo núi mà mở gốc pha thì con này đảm bảo cho anh em là đủ sáng, đủ rộng và đủ để quan sát. Với tầm tài chính 10 triệu thì anh em nên hãy tham khảo cái dòng X-Line V30 này cho em. Đấy, lắp đặt nhiều dòng xe mà có bi rồi thì sẽ lắp đặt zin, những cái chức năng liếc nguyên bản của xe sẽ được giữ zin hoàn toàn, và những cái bộ đèn anh em có thể đến Auto 365 để nâng cấp và tất cả sẽ là giữ zin. Đấy, giữ zin nguyên bản theo xe, trừ những cái dòng halogen như này thì sẽ phải quét chóa, nhưng mà vẫn đảm bảo cho anh em về cái tính thẩm mỹ và độ chắc chắn. Đấy, anh em có nhu cầu độ đèn thì hãy qua Acala Thái Nguyên ở với địa chỉ 579 đường Phan Đình Phùng để được nâng cấp độ đèn, tư vấn và tham khảo trực tiếp những cái mẫu đèn đang hot nhất hiện nay, vì hệ thống 365 đang là hệ thống chuyên về nâng cấp đèn. Đấy, với 65 cơ sở trên toàn hệ thống, trên toàn nước quả cả nước. Đấy, thứ nhất là vấn đề bảo hành và hẹo tỏi cho anh em rất là đảm bảo, an toàn, an tâm cho tất cả anh em. Đấy, anh em nhu cầu độ đèn ở tại Thái Nguyên thì hãy qua Agala Thái Nguyên hoặc Auto 365 Thái Nguyên để được trải nghiệm. Vâng, xin chào tất cả anh em. Toyota Yaris sau 17 năm sử dụng thì độ gì anh em? Chắc rằng một chiếc xe sau 17 năm sử dụng hiện tại cái đèn nguyên bản thì nó rất là kém. Thì để phục vụ cho anh em mà đi trời buổi tối ánh sáng nó đảm bảo hơn, tốt hơn, an toàn hơn, thì bên em vừa tiến hành nâng cấp một cặp đôi bi gầm và bi pha cho xe Toyota Yaris. Trên này thì bên mình tiến hành nâng cấp một bộ đèn pha GTR Limited 3.0 với công suất là cốt là 55W pha 65, dưới là một cặp bi gầm, dưới là một cặp bi gầm đó. Dưới thì bên mình tiến hành nâng cấp một cặp bi gầm X3 Pro đó. Đây là máy ánh sáng cốt của đèn pha bên trên nhá, nó sáng như vậy rồi. Đây tôi tiếp theo bên trong này, bên trong thì bên mình có tiến hành nâng cấp thêm một bộ màn hình Android. Màn hình nguyên bản của xe thì nó không có cái tính năng gì cả, chỉ có cái tính năng là phát bắt FM và Bluetooth thôi ạ. Đấy, các cái tính năng giải trí bản đồ dẫn đường thì chưa có. Thì bên mình vừa tiến hành nâng cấp một bộ màn hình Android với cấu hình rất là cao, sử dụng đầy đủ các tính năng nghe nhạc, xem phim, giải trí, bản đồ dẫn đường trực tuyến, cắm SIM 4G, bắt Wi-Fi. Đấy, sử dụng bằng tính năng ra lệnh giọng nói rất là tiện lợi. Đó. Đó. Anh em nào đã sử dụng xe ô tô muốn nâng cấp ánh sáng cũng như âm thanh giải trí cho xe ô tô thì qua ngay Acala Thái Nguyên với địa chỉ 579 Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên anh em nhá. Để có một bộ đèn sáng như thế này thì anh em sẽ bỏ ra một cái chi phí là khoảng bao nhiêu tiền để có được ánh sáng như này ạ? Đây. Đây là chiếc Hyundai Accent thì với chi phí rất là hợp lý, chỉ với hơn 5 triệu thôi là anh em đã sở hữu một bộ bi LED của GTR Limited 3.0. Đấy, với công suất cốt và với bộ đèn sẽ hỗ trợ cả hai chế độ cốt và pha. Đây anh em thấy với đầy đủ các thông số mà nhà sản xuất đã ghi trên này, với nhiệt màu là 5000 cho ánh sáng rất là bám đường cho anh em đi cũng các cung đường mưa trời sương đi thoải mái luôn anh em nhá. Và mặt cắt cốt rất là rộng. Đấy, với chip LED lên đến 9 chip LED và công suất cốt lên đến 55W và công suất pha lên đến 65W và bảo hành cho anh em đổi mới là 3 năm. Đấy. Và khi mà nâng cấp một cái bộ đèn này thì những bản dòng xe mà có bi này lắp đặt anh em thấy không ạ? Lắp đặt thì là như zin và tất cả hệ thống điện sẽ được bên em xử lý lại đảm bảo cho anh em trong cái thời gian anh em sử dụng trong thời gian dài sẽ không ảnh hưởng gì đến hệ thống điện của xe anh em nhé. Và bi sẽ hỗ trợ hai chế độ pha cốt với ánh sáng nguyên bản. Đây anh em có thể thấy đây là ánh sáng cốt của chiếc xe cho ra. Đấy, ánh sáng pha. Đấy. Và một cái điều nữa đó là bi LED thì cái độ trễ nó sẽ gần như là không có nữa. Đấy, anh em có thể thấy đấy ạ. Đấy, chế độ pha. Anh em có thể để ý hai cái tâm vàng đó là những chip LED phụ để hỗ trợ. Với những cái dòng bi LED đời mới giờ bắt đầu từ 2024 nó sẽ có chip LED phụ để hỗ trợ cho anh em. Giống như hai cái tâm laser ấy. Đấy, như để cho anh em chiếu xa tốt hơn khi mà đi đường trường. Đấy, với ánh sáng 5000 thì anh em đi đời trời mưa trời sương, anh em đi thoải mái. Đấy, còn anh em nào mà chưa biết nâng cấp đèn ở đâu ạ? Hay là anh em muốn tư vấn lắp đặt những cái sản phẩm đèn LED chính hãng thì anh em hãy đến với Acala Thái Nguyên để bên em tư vấn hỗ trợ lắp đặt cho các bác. Đây là chiếc Kia Cerato thì bản này vẫn là bản bóng halogen nhé. Vòng này bản này là cái chân bóng là chân H7 này. Thì hôm nay bên em có lắp một bộ GTR Limited cho chiếc xe này. Đây thì bóng được giữ nguyên và lắp đặt là chân xoáy, giữ nguyên mọi tính năng, không phải khoét chóa, giữ zin cho chiếc xe này luôn. Đấy, lắp đặt zin hết tất cả hệ thống điện sẽ là lắp nguyên zin, không độ không đục khoét gì, không chia cháo gì. Đấy, như vậy. Đấy, còn đây là ánh sáng cốt cho ra, anh em có thể thấy ánh sáng cốt cho ra rộng. Đấy, tăng sáng so với ông đèn nguyên bản khoảng 4 đến 5 lần so với đèn nguyên bản.
Còn với chế độ pha, anh em thấy đấy, pha thì với bản GTR Limited này sẽ có hai cái tầm vàng ấy, đấy, sẽ trợ sáng cho anh em khi mà anh em đi trời mưa, trời sương. Đấy. Với chế độ bảo hành là 2 năm cộng 1 thì bản này sẽ là hai bản này sẽ bảo hành cho chúng ta ba tổng cộng là 3 năm, với 2 năm là bảo hành đổi mới và 1 năm là sửa chữa. Đấy, thì với chế độ chính sách bảo hành rất là an tâm cho anh em di chuyển và khi nâng cấp đèn ánh sáng được đậu đèn zin này, với chính sách đăng kiểm hiện tại thì thoải mái, anh em không phải lo lắng vấn đề gì ạ. Đấy. Còn anh em muốn nâng cấp đèn thì hãy đến Akala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên ạ. Vâng, xin chào tất cả anh em. Nhiều anh em đang có phân vân hoặc thắc mắc là khi đi độ đèn thì có đăng kiểm được hay không này, độ đèn thì có ảnh hưởng gì đến hệ thống điện của xe không? Thế hôm nay em sẽ làm một cái video để em sẽ chia sẻ những cái thắc mắc của anh em để anh em có thể an tâm trong việc đi độ đèn, nâng cấp ánh sáng hoặc đi đăng kiểm một cách tốt hơn và không lo lắng. Đấy. Đèn thì nó sẽ như các dòng xe hiện tại thì một số bản như bản thiếu thì sẽ được trang bị đèn halogen này. Bản thì nó sẽ là nâng cấp bi projector nhưng mà vẫn là bóng halogen, cho ra cường độ ánh sáng yếu hơn, hoặc là những dòng đèn cao cấp hơn thì nó sẽ cho ra đó là bi led. Đấy. Nhưng mà ánh sáng cho ra cũng rất là kém, không đủ độ sáng hoặc là độ sáng rất là yếu, nên anh em vẫn chọn được nhu cầu đó là nâng cấp ánh sáng ở bên ngoài. Và một cái giải pháp nữa đó là bóng led, nhưng mà bóng led thì sẽ gây chói mắt cho người đối diện đối với những cái chóa halogen, còn đối với bi thì là nâng cấp cái với cái cường độ nó cao hơn một chút nhưng mà vẫn không đủ ánh sáng cho anh em đam mê ánh sáng. Thì hiện tại trên thị trường có rất là nhiều các dòng bi, hãng bi trên thị trường. Làm thế nào để anh em chọn cho mình được một cái hãng bi tốt, bảo hành dài và uy tín? Thì như hiện tại trên thị trường thì đang có những cái hãng như hệ thống Auto 365 là hệ thống chuyên về đèn để nâng cấp ánh sáng và có những cái mã bi đặc thù và đã ăn sâu vào thị trường, như chẳng hạn như X-Line V20, X-Line V30, Titan Platinum. Đấy, là những dòng đèn đã được ăn sâu vào thị trường và được anh em đánh giá rất là cao về việc nâng cấp ánh sáng, cho ra đường sáng tốt, mặt cắt sắc nét và không gây chói mắt cho người đối diện. Đấy. Và có rất là nhiều hệ thống trên toàn quốc để cho anh em có thể nâng cấp, bảo hành, bảo trì và không lo cái vấn đề lắp đặt, vì trong hệ thống 365 thì là cái hệ thống chuyên về đèn thì nâng cấp chuẩn chỉ và hỗ trợ anh em rất là tốt về các phụ kiện. Đấy. Để nâng cấp được một bộ đèn thì trước khi anh em lên cơ cấp thì anh em nên chú ý gì? Thì khi mà nâng cấp một bộ đèn thì anh em nên khảo sát cái cung đường của mình hay đi, chẳng hạn như anh em hay đi đường phố này, anh em hay đi những cái cung đường đèo núi thì anh em sẽ nâng cấp một bộ đèn như thế nào và với một cái nhiệt màu như thế nào. Như anh em đang đi phố thì anh em có thể chọn những cái nhiệt màu 5500 cho anh ra sáng trắng, hoặc là anh em đi đèo núi nhiều thì anh em có thể kết hợp combo giữa đèn pha và đèn gầm. Trên đèn pha thì anh em có thể nâng cấp màu trắng và đèn gầm anh em có thể nâng cấp thêm một bộ đi gầm màu nhiệt màu 3000 nữa để phá xương. Đấy, hỗ trợ anh em tốt hơn khi di chuyển. Thì ở những cái dòng xe như một số dòng xe như dòng xe phân khúc thấp hoặc là những bản thiếu thì là đã trang bị cho chiếc xe đó là bóng halogen, nhưng mà là cái chóa halogen này thì cái độ trụm nó sẽ không cao và cái cường độ ánh sáng nó thấp và tỏa rất là nhiều nhiệt nóng, nên là anh em nhiều khi anh em sẽ muốn nâng cấp lên. Hoặc là những cái bản chung thì có trang bị bi projector nhưng vẫn là bóng halogen. Như đây là một cái quả bi mà bên em đã tháo ra rồi của chiếc xe Kia Seltos hoặc là Accent. Đấy, thì nó sẽ là bi như này. Ánh sáng bi vẫn là lắp bi bóng thì vẫn là bóng halogen và cái cường độ ánh sáng cho ra thì rất là yếu, nên anh em vẫn chọn đó là giải pháp nâng cấp ánh sáng như đôi bi led. Thì hiện tại như nếu anh em có tầm trung trung thì anh em có thể nâng cấp những dòng Backlight V20 như con chiếc xe Innova này bên em đã nâng cấp đây, là đôi bên trên là Xline V20 và bên dưới là bi gầm Xline M10 thì cho ra ánh sáng rất là hiệu quả. Và khi độ đèn thì nhiều anh em cũng có hỏi là nếu độ đèn thì có mất zin hay không này, có ảnh hưởng đến hệ thống điện không. Cái hệ thống điện có thể đảm bảo với anh em là 100% là không ảnh hưởng đến hệ thống điện. Khi độ đèn thì sẽ có những cái phụ kiện đi kèm như là dây và giáp chuyển, những cái hệ thống dây dơ le để chuyển điện cho anh em, để đảm bảo cái hệ thống điện có thể hoạt động tốt, trơn tru để cung cấp cho cái bộ đèn được hoàn chỉnh và không ảnh hưởng đến hệ thống điện của xe. Đấy, và những cái dòng đèn xe mà đã có bi rồi ấy, khi nâng cấp thì sẽ có những bộ pad để lắp cái bi led, đã lắp vào những bộ bi led để cần nâng cấp,
và sẽ tháo bi-zin trả lại cho anh em. Đấy. Như cái dòng Innova này thì nó là chóa halogen, thì khi lắp đặt sẽ phải khoét chóa, hoặc là có những dòng bi sẽ không phải khoét chóa để cho giữ zin cho anh em, thì tùy theo anh em có thể nâng cấp. Đấy. Thì những cái dòng như cái xe này thì ánh sáng cho ra đây, đây là ánh sáng mà bên em đã có độ qua bộ X-Line V20, đây anh em có thể để ánh sáng cho ra này. Bên trên là ánh sáng X-Line V20, bên dưới là bộ X-Line M10, thì cái combo này sẽ rơi vào khoảng tầm 10 triệu, hơn 10 triệu một chút. Đấy. Bi thì sẽ hỗ trợ cả hai chế độ pha cốt như này. Đấy. Khi anh em đá pha này, dương pha, mở pha ra, chiếu xa, hỗ trợ cho anh em đi cao tốc hoặc là vào những góc cua thì mở pha sẽ tốt hơn. Anh em đi cốt này đảm bảo 100% là không gây chói mắt cho người đối diện khi căn chỉnh đúng chuẩn, chỉnh theo đúng tiêu chuẩn. Đèn bi được lắp chắc chắn, hệ thống điện đảm bảo. Đấy. Cho anh em thì anh em có nhu cầu nâng cấp ánh sáng hoặc là cần test những cái bộ bi ánh sáng như thế nào thì có thể mời anh em ghé qua Akala Thái Nguyên để bên em hỗ trợ và tư vấn cho anh em, với cái địa chỉ là 579 đường Phan Đình Phùng. Đấy. Thì anh em thấy video của em hay thì hãy cho em xin một like và để em có thêm nhiều cái động lực để em ra video mới, hoặc là anh em có cần test những cái đèn như thế nào thì có thể comment vào phía bên dưới, hoặc là anh em đã nâng cấp những bộ đèn như thế nào thì hãy comment ở phía bên dưới bình luận để anh em mình cùng nhau trao đổi để hoàn thiện hơn nữa những cái ánh sáng cho khi mà nâng cấp cho vợ hai của chúng ta. Cảm ơn anh em đã theo dõi video ạ. Combo đầy đủ tiện nghi và an toàn cho chiếc xe VinFast VM5. Đầu tiên thì không thể không nhắc tới đó là cái ánh sáng của nó, đúng không các bác? Ánh sáng đèn cũ của nó rất là tối, và qua bên em đã được nâng cấp lên cái bộ X-Line V20 ánh sáng như thế này rồi các bác ạ. Đây là mặt các ánh sáng côn nha các bác nhá. Pha đây. Đây là về cái phần tầm quan sát khi mà các bác di chuyển vào buổi tối. Đấy, còn về giải trí sao? Đây, các bác phải vào trong xe. Về hệ thống giải trí thì mình sẽ có một bộ Android Book dành riêng cho xe điện. Đây. Bác chủ đã nâng cấp lên bộ Kaling Kit này dành riêng cho xe điện nhá các bác nhá. Và ở đây mình sẽ có cái màn này, nó là thành cái màn Android luôn rồi. Đấy, mình có thể có bản đồ dẫn đường này, có YouTube. Đấy, nghe nhạc các thứ đầy đủ ở khu vực này luôn. Đấy, rất là tiện luôn. Ngoài ra để đảm bảo an toàn ghi lại hành trình khi mà mình di chuyển, các bác lắp cho em cái bộ cam hành trình đây. Các bác có lắp một chiếc M300. Đấy, 70 mai M300 các bác nhé. Rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy, chỉ với combo 3 thứ như này thì các bác đã có đầy đủ tính năng giải trí, có đảm bảo an toàn khi di chuyển và có ghi lại những cái video khi mà mình di chuyển, có vấn đề gì xảy ra mình có thể check lại được. Các bác nào mà cần tư vấn cho xe của mình thì sản phẩm gì các bác có thể để lại comment hoặc qua Akala trực tiếp các bác nhá. Đây, các bác có thể nhìn thấy đây là ánh sáng sau khi mà đã độ cho một chiếc Honda Toyota Vios với ánh sáng pha là bi GTR Limited 3.0 và ánh sáng đèn gầm là sẽ là bộ bi gầm X-Line M10. Đấy. Bi thì được lắp vào vị trí zin của xe. Chứ dòng này là chân chóa halogen nhưng mà bi của nó là chân H4. Thì cái dòng GTR Limited này nó sẽ là dòng bi chân xoáy để mà lắp đặt zin vào cái dòng chân H4 này, H11 này và 9005, 9006 thì nó sẽ lắp được zin hết toàn bộ đây. Bi gầm cũng lắp được zin hết nha anh em nhá. Bi gầm sẽ lắp đặt tháo bỏ cái bộ bi đèn zin ra. Ở đây như này, đây là cái đèn zin của chiếc xe này. Đấy anh em thấy ạ. Thì bộ bi gầm X-Line M10 này nó cũng sẽ có cái bộ chân và rắc như thế này để lắp đặt vào vị trí zin này của chiếc xe, không phải cắt chân, không phải độ chế gì nha anh em nhá. Đây cái này lắp đặt zin hết này. Bản thân chiếc xe này thì hồi xưa đã lắp một bộ bóng led rồi ấy, nhưng mà cái ánh sáng cho ra thì là không đủ và ánh sáng rất là yếu. Thì đã lắp một bộ bi gầm X-Line M10 đây. Bi gầm thì sẽ hỗ trợ cả hai chế độ. Nếu như anh em đi trong cái thời gian di chuyển ít mà tăng sáng, muốn tăng sáng nhẹ nhàng thì anh em có thể lắp lên một bộ bi gầm X-Line M10 ánh sáng pha đấy ạ. Đây ánh sáng nó sẽ hỗ trợ cả pha. Đấy anh em thấy đấy, khi mà bốn bi cho anh ra ánh sáng dày đẹp và dày, ánh sáng dưới mặt đường anh em có thể ý đây, dưới mặt đường đây cái chân sáng nó sẽ rất là dày. Như bình thường ấy thì anh em mà lắp bóng ấy thì cái chân sáng ở dưới đường này sẽ gần như là không có. Đấy. Với ánh sáng của đèn pha bên trên với gói GTR Limited 3.0 thì cho ra ánh sáng màu nhập màu 5000 với tâm vàng. Đây. Vinh quay vào kia là Vinh ơi. Vinh quay vào cái bảng ấy nữa. Với ánh sáng màu đây, có ánh sáng tâm vàng đấy, chuyển cho anh em đi với trời mưa trời sương sẽ hỗ trợ rất là tốt. Đấy. Bi thì được cả hai bi đều hỗ trợ cả hai chế độ pha và cốt.
cho anh em được ánh sáng chiếu ra dày, đủ ánh sáng để đi những cái cung đường dài, đèo núi hoặc là cao tốc, cho ánh sáng mở rộng hơn đèn zin và sáng gấp đến 4-5 lần. Và cái này anh em yên tâm là anh em khi mà với cái chính sách đăng kiểm hiện nay rất là khó khăn thì bên em có hỗ trợ cho anh em, để hỗ trợ khi anh em độ đèn ở tại cơ sở Akala Thái Nguyên hoặc Auto 365 Thái Nguyên, bên em có hỗ trợ anh em đi đăng kiểm anh em nhá. Đấy, anh em yên tâm là nâng cấp đèn và hưởng thoải mái tận hưởng cái ánh sáng mà khi đi về ban đêm. Với một bộ đèn tối khi mà anh em đi về ban đêm di chuyển rất là khó khăn và nó sẽ không an toàn. Đấy. Và đây là hình ảnh sau khi bên em đã thi công xong bộ bi gầm XLM 10 và GTR Limited 3.0. Còn đây là cái hình ảnh video thực tế mà anh đã ghi lại cho bên em và gửi lại cho bên em. Anh để trải nghiệm, anh ấy tự trải nghiệm trên cung đường về nhà và cung đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Và đây anh em cùng theo dõi. Như vậy là chỉ sau đúng 2 tiếng đồng hồ thi công hệ thống đèn pha và đèn gầm cho xe của tôi đang lái trên tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên ngày hôm nay, thì Auto 365 Thái Nguyên đã đem lại cho tôi một cái cảm giác hết sức là chuyên nghiệp, với đội ngũ tư vấn bán hàng đúng kỹ thuật, tận tình, chu đáo. Và sau rất nhiều lần đi tìm hiểu tại những cơ sở khác thì tôi cảm nhận một cái điều, một cái sự tiếp đón rồi thì thi công cũng như là quá trình làm kỹ thuật với chiếc xe của tôi thì rất là chuyên nghiệp. Hôm nay được trải nghiệm trên tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên ở cái khung giờ như thế này mới cảm nhận được giá trị của hệ thống ánh sáng được thi công lắp đặt tại Auto 365 Thái Nguyên. Tôi không quảng cáo cũng như không chạy quảng cáo cho Auto 365 Thái Nguyên, mà cảm nhận từ chính người đang đi đường với hệ thống đèn như thế này, rất bám đường, quan sát rất rõ, không gây choáng lóa cho người đối diện. Có thể nói một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn tới Auto 365 Thái Nguyên. Đã chuẩn bị lên công bố bất diệt anh em ạ. Một copy pha và copy gầm. Trên là bộ đôi XLV20 phiên bản mới nhất. Dưới thì F10 Turbo. Nói chung là đôi này đi thì hết ý luôn. Mà giá vô cùng êm. Bên quanh hơn 10 củ thôi. Nhớ là cái đấy bạn cho ông thừa đấy. Lắp đặt đầy một chiếc xe Camry nhé. Lắp đặt xong như zin luôn. Ánh sáng so nguyên bản sáng gấp nhiều lần. Đấy. Thì đang tiến hành là lắp đặt. Anh em nào mà đã sử dụng xe ô tô chạy đường trường nhiều, cần cả gầm cầm, cần cả pha, tham khảo ngay combo này anh em nhé. Combo độ 10 củ cho Toyota Vios thì có gì hả anh em? Đây là một chiếc Toyota Vios 2018. Xe thì cũng đã trang bị một số option ở đời này cũng khá là ổn rồi, ví dụ như là đèn bi. Nhưng mà sau vài năm sử dụng, cái nhu cầu sử dụng mình càng cao và cái đèn càng tối, cũng như là cái nhu cầu sử dụng bản đồ giải trí của anh em sử dụng càng nhiều, thì hôm nay đây em vừa lên một combo, đó là nâng cấp một bộ màn hình Android. Đây là một bộ màn hình S100G của thương hiệu ZTEC. Đó. Sử dụng đầy đủ tính năng nghe nhạc, xem phim, giải trí, bản đồ dẫn đường trực tuyến. Đấy, kết nối camera ghi hình hành trình tích hợp trong màn và cam lùi AHD hỗ trợ cho anh em lái xe cũng như là ghi lại cái hành trình khi anh em lái xe, rất là ok. Thứ hai đó là cái rất là quan trọng, đó là bộ đèn nguyên bản xe đã được trang bị là bi projector, như trong sử dụng có bóng halogen, ánh sáng vàng ra, ánh sáng rất là tối, nên khi anh em đi buổi tối anh em ở sau đèn như con đom đóm đấy, thì cái giải pháp hay nhất đó là anh em cứ nâng cấp lên một bộ led. Đây là bên em vừa thấy này, nâng cấp một bộ XLV20 với công suất là tốt là 60W, pha 70W. Khi lên pha thì có một chiếc tâm sáng và tâm vàng hỗ trợ cho anh em đi khi mà trời nhẹ, sương mù nhẹ. Nên khi lên pha mình có được trễ và khi anh em di chuyển, anh em đi có mặt cắt thì không sợ gây chói người đối diện. Một combo loanh quanh tầm 10 củ như này thôi là anh em đã trang bị đầy đủ đủ đèn, đủ màn. Đấy, rất là ok đúng không ạ? Đầy đủ các tính năng mà loanh quanh chỉ tầm 10 rồi. Anh em đang sử dụng xe Toyota Vios, đang sử dụng xe mà thấy đèn tối hoặc là cái nhu cầu sử dụng về giải trí dẫn đường còn thiếu, thì em mời qua Akala Thái Nguyên, thì qua bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh em lên những cái combo, những cái món đồ mà sao nó hợp lý nhất cho anh em nhá. Tranh thủ cuối tuần đi độ xe đi anh em ơi. Đấy, đến không đến ngày mai, đến đầu tuần, mấy hôm nữa đến đầu tuần, trong tuần là anh em bận không đi được độ xe được đâu.
Đấy, cuối tuần anh em được nghỉ tranh thủ đi độ xe đi. Hôm nay thì bên em có tiếp nhận một số chiếc xe và giới thiệu cho anh em một chút. Đây là một chiếc xe Pajero Sport. Xe này thì bên mình đang tiến hành nâng cấp đèn xe này lên một bộ V30 Ultra với cái chi phí khoảng tầm 10 củ khoai. Tiếp theo bên này thì một chiếc Volvo. Đấy, xe này thì bên mình đang tiến hành spa dọn dẹp lại nội thất, đánh spa dọn dẹp lại nội thất cho sạch cho mới. Đó. Đấy, đi sang bên này đi. Sang bên này thì đây là một chiếc BMW X6. Xe này thì bên mình đang tiến hành dán phim nhá. Xe này mình sẽ dán lại tấm kính lái thôi. Tấm kính lái này thì bên mình dán cái dòng phim tầm trung trung thôi. Đó. Chi phí rất là vừa phải. Trong này là một chiếc xe bán tải Forerunner bản Sport. Xe này thì bên mình cũng đang tiến hành dán phim cách nhiệt. Xe này sẽ bên mình sẽ lên full phim cách nhiệt full lắc của Mỹ. Đó. Cái dòng phim full lắc này thì cái chất lượng thì nó cũng gần bằng những dòng phim cao cấp như là phim 3M, nhưng mà cái chi phí của nó rất là vừa phải. Xe này xe mới tinh, xe này xe từ trên Lạng Sơn xuống nhá. Đó, thì anh em cuối tuần tranh thủ sắp xếp thời gian đi độ xe đi, không đến mấy hôm nữa không có thời gian là đi độ xe là hơi tiếc đấy em nhá. Đèn bullet chắc nâng cấp bi thì sẽ như thế nào? Đây anh em này, với bộ đèn bullet bi trên sẽ là X-Line V30 Ultra và bi gầm sẽ là bi X-Line X3 Pro. Đây, sau khi nâng cấp đây, anh em thấy là bi pha sẽ đậu vào vị trí zin của đèn pha, bi gầm sẽ đậu vào đúng vị trí của đèn gầm. Anh em thấy không ạ? Sau khi nâng cấp xong, đèn bi nguyên bản của chiếc xe này nó sẽ là đèn bi halogen nhá. Đèn bi gầm là halogen, đèn bi trên sẽ là đèn pha projector rồi nhưng mà là bóng halogen. Độ sáng đi rất là kém nên là anh em hầu như là nếu mà sử dụng đi trong cái cung đường trường đèo núi thì là không bao giờ đủ ánh sáng, đủ điều kiện ánh sáng để mà quan sát, để mà xử lý cho những cái tình huống mà anh em đi trên đường. Thì do cái nhu cầu đi lại ấy, thì là anh chủ anh đã quyết định qua bên em và nâng cấp lên một bộ với combo bi led và bi pha và bi gầm lên đun full cho chiếc xe này, đảm bảo cái nhu cầu ánh sáng thẩm mỹ và đi không chói mắt cho người đối diện. Đấy. Với X-Line B30 thì nó là vua của phân khúc của bi led rồi, với mặt cắt cực kỳ là rộng và thứ hai là pha có một tâm ánh sáng chiếu ra hỗ trợ, có chip led pha hỗ trợ nên là anh em khi mà đi vào trời mưa trời sương anh em đi thoải mái. Với cái nhiệt màu là 5000 cho anh em cho ra ánh sáng hơi ngả vàng để đảm bảo cho anh em quan sát. Thứ hai là bi gầm X3 Pro thì sẽ cho ra ánh sáng trắng nhưng pha tâm vàng để anh em hỗ trợ cho anh em đi trời mưa trời sương vẫn vô tư thoải mái anh em nhé. Và đặc biệt là đèn gầm nó sẽ giấy chân sáng rất là dày nên là đảm bảo cho anh em có thể thoải mái di chuyển cho mọi cung đường, mọi cung thể thiết. Với cái bi pha X-Line V30 mặt cắt cực kỳ rộng đấy. Còn anh em nào mà chưa nâng cấp đèn nhá, mà muốn nâng cấp đèn và muốn tham khảo những cấu hình đèn tốt chất lượng thì hãy đến với Akala Thái Nguyên để anh em tư vấn hỗ trợ và lắp đặt cho các bác. Cảm ơn các bác. Đã chuẩn bị lên combo bất diệt anh em ạ. Một cặp bi pha, một cặp bi gầm. Trên là bộ đôi X-Line V20 phiên bản mới nhất. Dưới thì F10 Turbo. Nói chung là đôi này đi thì hết ý luôn. Là giá vô cùng êm. Bên quanh hơn 10 củ thôi. Cái đấy bạn cho sửa đã. Lắp đặt đầy một chiếc xe Camry nhá, lắp đặt xong như zin luôn. Ánh sáng so nguyên bản sáng gấp nhiều lần. Đấy. Thế thì đang tiến hành là lắp đặt. Anh em nào mà sử dụng xe ô tô chạy đường trường nhiều cần cả gầm cần cả pha, tham khảo ngay combo này anh em nhé. Cái bộ đèn GTR Limited 3.0 phiên bản 2024 đã được nâng cấp ngay cả cái bề mặt hộp ngoài đã xịn sò hơn đúng không ạ? Nó sử dụng cái con chip Osram. Đấy, tổng chip LED là 9 chip chính và 1 chip phụ nha các bác nhá. Đấy. Kích thước là 3 inch. Đấy, lắp gần như là cho mọi dòng xe và điều đặc biệt là cái bộ này có thể lắp zin cho những dòng xe mà cái chóa halogen nha các bác nhá. Đấy, còn khi mà lắp lên như chiếc xe này, chiếc Kia Sorento này. Đấy, các bác có thể thấy khi mà lên mặt đèn nó zin như thế này đúng không ạ? Đấy, các bác có thể thấy ánh sáng cốt của nó kìa. Mặt cắt cốt. Ở với cái nhiệt màu giải nhiệt màu 5500, có thể thấy nó là ánh sáng trắng ngả vàng à. Và khi mà các bác lên pha con này nó sẽ có cái tâm pha là vàng. Nên là khi các bác di chuyển vào những cái cung đường, đấy, vào thời tiết ví dụ là trời sương mù nhẹ hoặc là trời mưa nhẹ các bác vẫn đi được. Và nó cho cái hệ số bám đường nó tốt hơn đúng không ạ? Bác nào mà cần tư vấn nên đang quan tâm về đèn thì các bác phải qua Akala các bác nhá. Có nhiều anh em đang sử dụng xe
Hyundai i10. Đấy, cái vấn đề là muốn nâng cấp bi gầm nhưng mà thấy cái đèn nó to thì không biết là cái giải pháp, anh em chưa biết là sử dụng cái giải pháp nào nâng cấp đèn. Đây là một cái giải pháp cho anh em mà khi nâng cấp đèn gầm nhé. Vì với những cái dòng xe mà i10 ấy, có cái đời mà có cái bi gầm mà nó to ấy, đấy, cái đèn gầm nó to ấy, thì cái giải pháp khi mà nâng cấp bi gầm mình sẽ làm cái mặt dưỡng như này. Nó vừa với kích thước là bi 3.0, là bi 3 inch. Đấy, nó sẽ vừa vào như này nhé. Đấy, đây là một chiếc xe mà em vừa nâng cấp bộ bi gầm X-Line F10 với công suất cốt là 35W, pha là 40W, hỗ trợ cả hai chế độ cả pha cả cốt khi lên pha đây ạ. Đấy, đèn trên thì đã được đèn nâng cấp là một bộ bi xenon rồi, sau vài năm sử dụng thì bên hiện tại nó đang xuống màu và sử dụng nó ánh sáng nó không cho ra tốt, và anh chủ quyết định nâng cấp tiếp một bộ bi gầm đây X-Line F10, ánh sáng cho ra cực kỳ tốt luôn, mọi người có thể nhìn thấy là ánh sáng sáng hơn cả đèn bên trên luôn. Đó, thì anh em đang sử dụng xe i10 và các dòng xe khác cần nâng cấp bi gầm thì em mời qua Akala Thái Nguyên, em test đèn thực tế, ánh sáng thực tế cho anh em trải nghiệm anh em nhá. Nhiều anh em đang sử dụng xe ô tô đang băn khoăn cũng như phân vân là không biết là có nên độ đèn cho xe ô tô hay không để tăng sáng hay không, và sau khi độ đèn thì cái vấn đề lớn nhất là anh em lo về vấn đề đăng kiểm là có đăng kiểm rồi hay không. Thì em Hưng tại Auto 365 Thái Nguyên, Akala Thái Nguyên thì xin trả lời với anh em là hiện tại ở thời điểm Thái Nguyên thì anh em khi mà độ đèn xong thì vẫn có thể đi đăng kiểm bình thường nhé, không có cái vấn đề gì cả. Đấy là tại khu vực Thái Nguyên này, còn ở những khu vực khác thì bên em không làm cũng như là không đi đăng kiểm thì em không nắm bắt được rõ. Đó, thì với những anh em nào mà độ xe, độ đèn tại Akala Thái Nguyên mà không đi đăng kiểm được, qua bên Akala Thái Nguyên, bên em hỗ trợ đăng kiểm cho anh em. Và đây cũng là một chiếc xe mà bên em vừa nâng cấp xong, anh chủ cũng đang rất là lúc đầu cũng rất là băn khoăn là không biết là độ đèn xong có đi đăng kiểm là không, thì cái này thì bọn em sẽ cam kết và hỗ trợ cho anh em hết mức anh em nhé. Đó, còn anh em nào muốn tìm một cái địa chỉ độ đèn uy tín tại Thái Nguyên thì em mời qua Akala Thái Nguyên gặp em Hưng anh em nhá. K3 bản Premium thì độ đèn gì anh em ơi? Trước mặt anh em là một chiếc Kia AK3 bản Premium, xe này đã được trang bị đèn full LED rồi nhá. Đấy, thì xe này thì có thể là độ đèn cái cụm đèn trên này thì anh em sẽ độ với lại ba cái cụm đèn là bi 1.8, nhưng mà nhiều anh em thì không muốn độ cái đèn trên này ấy, vẫn muốn giữ nguyên ấy, thì cái giải pháp hay nhất khi mà anh em nâng cấp đèn là anh em sẽ nâng cấp một bộ bi gầm như này. Đó, thì nguyên bản của cái chiếc xe này ấy, thì là cái đèn gầm của nó thì nó sẽ có cái giải led ở dưới này thôi, thì thực ra là cái giải led này thì ánh sáng thì gọi là cho có thôi, nó thật là như vậy. Và cái thứ hai này thì khi mà anh em nâng cấp thì sẽ thay cái mặt dưỡng này nhá, mặt dưỡng zin của xe đây, cái hốc gió này, hốc hút gió này, mình sẽ thay bằng cái cặp bi gầm đây, mình sẽ có thiết kế một cái mặt dưỡng riêng, đấy, như zin nhá, như zin, đấy, chuẩn gần như là tuyệt đối, và sẽ lắp vừa một cái cặp bi như này là đi, đây là một cặp X-Line F10 với kích thước là 3.0, đó, thì mọi người có thể nhìn thấy là ánh sáng khi mà lắp đặt xong đây. Đây là ánh sáng cốt nhá. Đây em bật bên trên đây đèn. Đây. Mọi người có thể nhìn thấy là cái ánh sáng bên trên kia, ánh sáng mờ mờ là đèn nguyên bản của xe đấy. Ở dưới là ánh sáng cốt của bi gầm. Bật pha lên. Khi mà trang bị và lắp đặt thêm bi gầm này thì sẽ hỗ trợ cả hai chế độ cho anh em nhá. Hỗ trợ cho anh em đi rất là tốt. Khi mà lên pha thì nó thật là ánh sáng không phải suy nghĩ nữa rồi. Với những cái dòng sedan như thế này mà lắp một cặp bi gầm nữa thì nó lấy cái trần sáng rất là tốt. Thì anh em nào đang sử dụng xe ô tô, cái giải pháp muốn nâng cấp ánh sáng tốt mà cái chi phí nó hợp lý thì nghiên cứu cũng như là tham khảo lắp đặt cái đôi bi gầm đấy nhá. Với cái mức chi phí nó chỉ hơn 4 triệu đồng thôi. Thì anh em nào ở khu vực Thái Nguyên đang cần nâng cấp đèn cũng như là nâng cấp làm đẹp xe cho xe ô tô thì ghé qua Akala Thái Nguyên ở với địa chỉ 579 Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Trên tay em đây đang là một hai quả bi 2.0. Thì đây là 2.0, đây là quả bi zin theo xe, còn đây là 2.0 quả bi X-Line M10 của bi độ nhá. Anh em nhá. Thì kích thước thì là cùng với nhau nhưng mà cái ánh sáng cho ra thì sẽ là khác nhau nha anh em nhá. Đây, con Kia Morning này thì bên em đã nâng cấp xong rồi. Đây là bộ X-Line F10 2.0 với nhật màu 5500, nhật màu không quá trắng mà cũng không quá vàng. Rất là nếu mà nói về độ thời trang thì cực kỳ thời trang để mà anh em đi trong phố. Đây, ánh sáng cho ra thì anh em có thể thấy ánh sáng cốt cho ra. X là dòng, nó là bản thân nó là dòng vi bé mà cái độ sáng và mức độ sáng rất là cao. Anh em có thể thấy đấy ạ. Đấy, mặt cắt cho ra phẳng mịn và đẹp. Đấy, tâm sáng gom một tâm. Còn nếu mà về pha, anh em thấy không ạ? Pha đấy hai quả hai cái tâm vàng hỗ trợ chiếu xa và chiếu rộng và chiếu xa. Đi để anh em đi cao tốc hoặc là đi cung đường xa, anh em đá pha thì lên, nó lên sẽ lên pha. Đây mới chỉ là hai
con đèn gầm em đã bật nhá, và hai cái đèn trên, bộ đèn trên của chiếc xe, đây, bộ đèn trên của chiếc xe là em đã tắt đi hoàn toàn rồi. Đấy anh em có thể thấy ạ. Mà đây với chỉ là hai bộ đèn gầm nó đã sáng như thế này rồi. Nếu như anh em còn nâng lên cặp đèn trên nữa thì nó sẽ là cực kỳ sáng và đảm bảo an toàn cho anh em đi trong đi đường trường, trong phố hoặc là đi đường như đường đèo núi. Tùy theo những cái cung đường như đèo núi thì bên em sẽ tư vấn cho anh em lắp những cái cặp bi nó phù hợp với điều kiện đường xá anh em đi, chẳng hạn như đi đèo mà sương mù nhiều thì anh em sẽ nên lắp nhiệt màu 3000 là ánh sáng vàng. Còn anh em đi trong phố hoặc đi đường trường thì anh em có thể lắp màu 4300 hoặc là 5500, nhưng mà lắp màu 5500 thì nó sẽ tối ưu hơn, màu nó sẽ đẹp hơn và thời trang hơn, thẩm mỹ hơn. Đấy. Bi thì lắp được vào tất cả các vị trí zin của xe, nếu như những cái dòng bi, những dòng xe mà có đèn gầm thì được lắp vào vị trí zin của xe như thế này. Đấy, đảm bảo độ thẩm mỹ và lắp đặt zin hết trong xe. Còn nếu như một cái dòng xe mà không có bi gầm thì bên em có thể làm lại dưỡng và độ lại cho anh em được thành dưỡng bi gầm để lắp bi gầm lên xe để đảm bảo cái độ tăng sáng, mà nhờ cho anh em, những anh em không muốn đục khoét trên cái bộ pha này. Đấy. Còn đây là ánh sáng anh em có thể thấy đấy ạ. Một quả bi nhỏ nhưng mà rất là có võ đúng không ạ? Đấy. Ánh sáng có hỗ trợ hai chế độ pha cốt. Đấy. Mà giá thành thì rất là hợp lý, chỉ gần 4 triệu với mức giá niêm yết đang là 4.200.000 đối với cặp SX F10 và bảo hành cho anh em là 2 năm đổi mới. Bất kỳ lỗi gì thì sẽ qua hệ thống Auto 365 đều được bảo hành và đổi mới, và không trong thời gian bảo hành anh em sẽ không mất chi phí gì thêm. Đấy, anh em có nhu cầu độ đèn hãy đến với Akala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên với địa chỉ 579 đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên để bên. Đây các bác nhá. Với dòng xe Vios thì bản chất của nó đã có cái bi projector rồi, nhưng mà nó sẽ sử dụng là cái bóng halogen nên là khi mà cho ánh sáng nó không được tốt đó. Thì bác chủ qua bên em nâng cấp cái bộ bi led X-Line V20. Thì cái bộ bi này thì mình chỉ tháo cái bi projector cũ ra và lắp cái bộ bi mới vào thôi, thì nó lắp như zin như này đây các bác nhé. Đây, đấy, lắp như zin luôn đó. Thì sau này các bác mà muốn thay thế hoặc là về zin thì chỉ việc lắp cái bi cũ vào là được đó. Còn đây là ánh sáng thực tế của cái bi X-Line V20 này các bác nhé. Đó. Đây. Đó. Với cái bộ này thì nó sẽ cho cái công suất của mình khá là cao. Đó, sẽ gấp 4 đến 5 lần so với cái bi nguyên bản. Đó, đèn nguyên bản. Đây là chế độ cốt này. Đó. Và nhiều bác cứ bảo là độ đèn thì sẽ gây chói cho người đối diện, nhưng mà khi các bác lắp thay bóng led ấy, đấy, các bác thay bóng thì cái ngay cả là bóng nguyên bản của nó là halogen thì nó cũng làm chói cho người đối diện khi các bác lên pha. Đấy, còn nếu mà ở với cái dòng khi mà lên bi ấy, nó sẽ có cái mặt cắt như này. Và với hệ thống Akala Auto 365 Thái Nguyên thì bên em sẽ có những cái mức vạch căn chỉnh. Đấy, sẽ có máy laser để căn chỉnh trung tâm của bi này, đấy, của đèn nhé. Nên là với một dòng xe, mỗi dòng xe thì sẽ có cái khoảng cách căn khác nhau. Đó, để khi mà các bác đi cốt thì không bao giờ gây chói cho người đối diện. Đó. Còn các bác lên pha thì kiểu gì nó cũng chói, kể cả là đèn nguyên bản nó cũng đã chói rồi. Đó. Đấy, với cái bộ đèn này thì khi mà ở ánh sáng cốt nó sẽ cho ánh sáng cốt, nó giải cốt nó rộng hơn. Đó. Còn đây là pha này. Đó. Các bác có thấy không? Khi mà đi pha này thì các bác đi cao tốc hoặc là đi vào những đường trời sương mù nhẹ hoặc là mưa và mình đi không có đèn đường thì các bác đi những tầm này thì quá là đảm bảo an toàn cho mình luôn, đúng không ạ? Bác nào đang sử dụng xe mà xe mình đèn qua tối mà chưa biết nâng cấp đèn ở đâu thì các bác hãy nhớ tới Akala các bác nhé. Toyota Vios 2018 độ đèn có zin hay không? Chào bác nhé. Thì tiện đang có một chiếc xe Toyota Vios 2018 đây, bên em vừa hoàn thiện nâng cấp một bộ đèn, thì anh em hỏi là có zin hay không. Thì em xin trả lời một câu hỏi rất là đơn giản đây thôi. Thì anh em khi mà nâng cấp độ đèn với những dòng xe, cụ thể là dòng xe Toyota Vios này, từ 2016 đến 2018 này, đã được trang bị bi projector sử dụng bóng halogen ấy, thì khi lắp đặt ấy, thì là lắp đặt zin anh em nhé. Đấy, anh em chỉ thay thế là bỏ cái bi cũ và thay thế bằng một cái cặp bi led mới cùng kích thước và bắt zin đó, thì không phải là cắt khoét hay là độ chế gì ảnh hưởng đến cái hệ thống đèn cũng như hệ thống điện của xe. Hệ thống điện thì sẽ đảm bảo cho tất cả anh em, từ và nguồn điện rắc cắm, tất cả mọi thứ đều đảm bảo và bảo hành cho anh em. Và anh em khi mà đi đăng kiểm ấy, ở thời điểm hiện tại thì lắp những cái bộ bi led như này thì anh em đi đăng kiểm bình thường nhé, không có vấn đề gì cả. Đó là
khi mà anh em nâng cấp lên một bộ đèn bi LED cho xe Toyota Vios thì nó sẽ như thế này. Đó, nó sẽ zin như thế này, như zin luôn. Có thể tắt đèn đi thì anh em sẽ không biết là đây là đèn độ hay là đèn nguyên bản nhé. Đó, khi mà tắt đèn đi thì anh em sẽ không biết là đây là đèn độ hay đèn nguyên bản, bởi vì là kích thước bi nguyên bản và kích thước bi LED này là kích thước đều là bi 3 inch và kích thước là bằng nhau. Đó, thì là anh em nào đang sử dụng xe Toyota Vios cần nâng cấp đèn mà lắp đặt zin thì em mời qua Agana Thái Nguyên để em sẽ hỗ trợ tư vấn cũng như là lên combo cho anh em sao mà nó hợp lý, nó ổn định và cái giá thành nó tốt nhất, chế độ tốt nhất cho anh em. Nhiều bác cứ bảo là độ đèn thì gây nguy hiểm cho người đối diện và đặc biệt là rất chói, chói cho người khác khi mà đi đường. Nhưng mà các bác hãy xem cái cách mà bên em độ đèn cho xe nhá các bác nhá. Đấy, khi mà bên em độ đèn lắp bi cho xe này thì với mỗi một dòng xe thì bên em sẽ có cái bảng căn mặt đèn riêng này. Đấy, và khi mà lên đèn bi ấy thì nó sẽ có cái mặt cắt cốt như thế này, mặt cắt cốt để mấy căn làm sao khi các bác di chuyển kể cả xe sedan đấy, không làm chói cho người đối diện nha các bác nhá, trừ khi các bác lên pha. Còn những bác nào mà độ đèn mà ánh sáng mà lên ấy, thông thường là các bác đang sử dụng dạng bóng đấy thì nó sẽ không có mắt cắt, bởi vì hai đó là các bác lắp ở những cái nơi mà người ta không có cái bảng để căn mặt đèn đấy. Ví dụ như xe sedan hoặc là bi gầm, người ta sẽ có cái mức căn riêng nhá các bác nhá, theo quy chuẩn của độ đèn. Thế nên là các bác lắp đặt đèn tại Agala thì các bác yên tâm về không gây chói cho người đối diện. Và cái này khi mà lắp xong ấy, các bác mà thấy cao hoặc thấp thì các bác có thể điều chỉnh được nhá. Đấy, điều chỉnh gần như là giữ zin nhá, để điều chỉnh ánh sáng lên xuống hoặc là sang trái sang phải tùy ý của mình được, chứ không phải các bác lắp vào đây là cố định gắn keo và là chết luôn đâu. Đấy, nên là các bác để mà lắp đèn ấy thì các bác nên tìm hiểu trước khi lắp đèn và qua những cái cơ sở mà uy tín có trình độ chuyên môn để các bác lắp đặt đèn để mình đảm bảo an toàn khi mà di chuyển các bác nhá. Là xe anh Nam á, liếc rồi á, đèn liếc rồi á, làm sao mà nâng cấp được á, nâng cấp có bị lỗi không á? Anh em yên tâm nhá, đây là chiếc Mazda CX-5 đời 2016 thì cái bản này đã là bản bi LED rồi nhá anh em nhá. Đây, bi nguyên bản của chiếc xe đây là biển bi LED đây này, nhưng mà cái công suất của chiếc xe cái đèn này rất là thấp, ánh công suất thấp này, chip LED này ít này, và thứ hai là cái vân sáng này vân sáng mờ nên là cái vân này nó sẽ hạn chế ánh sáng. Đây là anh em mà khi mà đi những đường đèo đồi núi hoặc đi cao tốc ấy, ánh sáng sẽ không đủ và rất là gây nguy hiểm cho anh em khi di chuyển vào ban đêm. Thì hôm nay bên chiếc xe này có qua bên em để nâng cấp lên một bộ đèn, đó là X-Line V30 Ultra. Thì đây là cái bộ đèn X-Line V30 Ultra đây anh em thấy đấy ạ. Đây, với cái công suất là pha cốt là 70W và pha là 85W. Đấy, và bi thì hỗ trợ hai chế độ pha cốt len với bộ bi này. Thì đây so với đèn nguyên bản đây, đây là bộ đèn nguyên bản và đây là bộ đèn độ. Đấy, anh em thấy đấy ạ, kích thước gần sẽ là tương đương nhau nhưng mà công suất của nó sẽ là cao hơn rất là nhiều, đảm bảo cho anh em khi là di chuyển vào ban đêm và trời mưa và đi cao tốc. Đấy, và khi anh rất là nhiều anh em có thắc mắc là khi mà nâng cấp thì nó có ảnh hưởng đến hệ thống điện của xe hay là cái hệ thống nguyên bản của xe hay không, thì khi bộ đèn của chiếc xe này thì nó có hệ thống liếc theo xe, thì bên em có nâng cấp, khi mà nâng cấp thì bên em sẽ có một bộ pad như thế này để mà nâng cấp và lắp đặt cho chiếc xe Mazda CX-5 để anh em không còn bị báo lỗi trên xe, có chức năng liếc vẫn giữ nguyên bản và ánh sáng được cải thiện tốt hơn. Đây, anh em sẽ cùng theo dõi em ánh sáng đây. Với khi sau khi mà nâng cấp xong bộ đèn X-Line V30 cho chiếc xe, đầu tiên là cái tính năng liếc theo góc lái của chiếc xe sẽ được giữ nguyên bản bản đấy, tính năng liếc vẫn được giữ nguyên bản. Và đây là ánh sáng cốt cho ra sẽ sáng gấp khoảng 4 đến 5 lần so với đèn nguyên bản và đảm bảo cho anh em căn chỉnh chuẩn chỉ khi làm được đèn tại Agala Thái Nguyên thì sẽ có một cái bộ máy laser để căn chỉnh này, và cốt sẽ không gây chói mắt cho người đối diện. Pha của bộ X-Line V30 sẽ rộng và rất là rộng và trải đều theo mặt cắt. Đấy, anh em thấy pha có cái tâm vàng, cái là hai cái tâm vàng đấy là tâm trợ pha của bộ X-Line V30 cho anh em thoải mái đi đường mưa, sương mưa có thể vẫn hoạt động bình thường nhá, với nhiệt màu 5000. Đấy. Đèn thì hỗ trợ hai chế độ pha cốt sáng hơn 4 đến 5 lần so với đèn zin nguyên bản của chiếc xe. Đấy, anh em còn trần gì thừa nữa mà không đến ngay Agala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên để nâng cấp một bộ đèn ở được ưng ý như này và đủ điều kiện chiếu sáng cho anh em khi di chuyển vào ban đêm được tốt hơn. Đấy, anh em có nhu cầu nâng cấp ánh sáng hãy đến với Agala Thái Nguyên với địa chỉ 579 đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên để nâng cấp, để anh em tư vấn hỗ trợ và lắp đặt cho anh em. Cảm ơn anh em theo dõi video. Những lưu ý khi anh em cần nâng cấp một bộ đèn thì anh em cần phải để ý những cái gì ạ?
Thế bình thường ấy, bộ này mỗi bộ đèn của chiếc xe như dòng morning như này thì nó là choáng halogen nha anh em nhá. Thì khi mà mình nâng cấp đèn lên thì sẽ có những cái dòng bi led là cùng với công suất của bộ, của công suất của bóng đèn bi bi này, à, của bóng đèn này, và có những dòng bi led công suất nó sẽ cao hơn. Thì để có những cái giải pháp mà bảo vệ cái hệ thống điện cho xe ấy, thì bình thường như bên em làm để anh em nâng cấp ấy, thì là nó sẽ có cái bộ rơ le như thế này để là chuyển tín hiệu điện và xử lý điện cho anh em. Với cái bộ rơ le này thì cái dây điện nó sẽ to hơn này. Đấy, và công suất nó sẽ tốt hơn để nuôi riêng cho cái hệ thống đèn này, để đảm bảo cho anh em là hoạt động tốt, bền bỉ và không ảnh hưởng đến hệ thống điện trên xe. Đấy. Và thứ hai là khi mà nâng cấp những cái dòng bi này, cái quả bi nó sẽ là quả bi trần trụi như này. Và khi mà anh em nâng cấp lên ấy, thì bình thường nó lắp vào thì nó sẽ có những cái chụp xi như này. Đấy, những cái chụp xi như này để lắp vào trên xe để nó cảm thấy, để nó có tăng cái độ thẩm mỹ cho xe. Đây. Đây anh em có thể thấy đấy ạ. Đây khi mà cái quả bi của anh em là như này nhá, thì khi anh em lắp lên nó sẽ có một cái chụp xi lắp vào như này thì để nó tăng cái độ thẩm mỹ và nó che những cái vết cái ốc, cái bắt vít vào đây hoặc là cái chữ đuôi xoáy này, để nó che hết những cái body ở bên ngoài này đi, để tăng cái độ thẩm mỹ của chiếc đèn lên nhá. Đấy. Và thứ hai là khi mà ra đèn rồi ý, thì nhiều anh em rất là lo lắng cái vấn đề đó là hấp hơi vào nước, vào nước trên xe. Thì mà khi mà ra đèn rồi thì bên em sẽ, thì sẽ có những cái keo đèn như thế này. Đây là cái keo đèn chuyên dụng để vào đèn nhá anh em nhá. Đấy, sẽ bổ sung cái keo này là lại vào những cái mép đèn này để mà cho cái đèn mình bổ sung thêm keo để nó không có bị nước vào này, không bị ngập nước này, à không bị hấp hơi này. Đấy, để cho nó đảm bảo cho chiếc xe đèn của mình hoạt động ổn định và luôn luôn an toàn thôi, và đi được cái độ sáng tốt nhất, bảo đảm cho cái thời gian dài. Đấy, nên là anh em khi độ đèn, anh em sẽ chú ý những cái, cho em những cái phụ kiện đi cùng này, những cái phụ kiện đi kèm là phải là những phụ kiện tốt, những rơ le chính hãng thì đấy, như bên em đang làm đấy của dòng GTR đấy, thì là phụ kiện chính hãng xe đấy. Anh em có nhu cầu nâng cấp đèn ánh sáng thì hãy đến với Akala Thái Nguyên nhé. Cảm ơn anh em. Mấy hôm nay cái tình trạng mà đăng kiểm ấy thì thấy anh em đang xôn xao về cái việc mà độ đèn rất là nhiều. Đấy, thì là hiện tại có một số cái theo cái khu vực thôi, anh em ở Hà Nội đang bảo là độ đèn trên này là không đi đăng kiểm được. Đó, thì cái thông tin này thì cũng chưa chính thức là ở cái địa phương nào và cái cơ chế của các cái trung tâm đăng kiểm nó ra sao, nó cụ thể như thế nào, và thông tư cũng như là có thể nhiều anh em chưa nắm rõ được. Thì cái vấn đề mà cái độ đèn trên này hiện tại đang xôn xao là khó khăn về cái việc đăng kiểm ấy, thì cái việc mà nâng cấp cái đôi bi gầm này. Đấy, thì anh em lắp một đôi bi gầm này rất là ok nhá, bởi vì là cái đèn nguyên bản của cái bi gầm này nó là kích thước là bi 3 inch. Đấy, thì anh em cứ để cái đèn trên này, anh em lắp cái đôi bi gầm này thôi. Đấy, thì bi gầm mà khi đăng kiểm ấy không bật, chỉ bật đèn trên này thôi. Thì việc mà anh em sử dụng xe mà nâng cấp đèn làm đôi bi gầm này thì đăng kiểm vẫn là thoải mái. Đấy, ở cái khu vực của em hiện tại thì một số anh em lắp bi gầm thì vẫn đi đăng kiểm bình thường, không có ảnh hưởng gì cả. Còn cái đèn trên này thì khi mà có cái thông tư chính xác cũng như là cái thông tin cụ thể thì anh em sẽ nghiên cứu lắp đặt sau. Còn lại thực tế là ở khu vực địa phương em thì một số anh em làm đèn xong vẫn đi đăng kiểm bình thường. Đó, thì không biết là anh em đang sử dụng xe ô tô vừa đi đăng kiểm vừa rồi thì có vướng mắc gì về đèn thì chia sẻ lại cho anh em ở dưới phần bình luận anh em nhá. Đây nhiều anh em thắc mắc là làm đèn thì làm sao mà ra đèn cho đúng quy chuẩn, đúng cái tiêu chuẩn kỹ thuật đúng không ạ? Thì bên em đây là cái lò đèn, lò sấy nhá, cái lò tủ hấp để chuyên để ra đèn. Đây anh em có thể thấy ở trên này nó có báo bảng báo nhiệt độ này và hẹn giờ nhiệt độ này. Đèn sau khi mà đúng đến nhiệt độ thì nó sẽ ra đèn này. Đấy. Và tủ ra hấp đèn thì rất là to và rộng nha anh em nha, nên là cái nhiệt tỏa vào cái bộ đèn thì rất là đều. Đây anh em thấy khi mà một cái tủ này có một tủ này có thể sấy được khoảng 4 bộ đèn liên tục anh em nhé, và cho ra nhiệt lượng vẫn rất là đều để ra đèn không bị cong mép vỡ mép hoặc là keo kiếc nó nhuyễn được đều. Đấy, chứ người khác không còn làm trong cái sấy ở như cho lấy máy khò về sấy đi vào mép keo nữa. Như vậy keo khi mà bóc anh em bóc đèn ra nó sẽ bị vỡ mép đèn rất là xấu, và keo nó sẽ không đủ nhiệt độ, nên là dẫn đến cái tình trạng và hấp hơi hoặc vào nước rất là nhiều. Khi mà có cái tủ làm va ra vào đèn như thế này thì nó rất là an toàn, và thứ hai là hạn chế được gần như tối đa cái mức rủi ro đó là vào nước hoặc hấp hơi vào đèn. Đấy, đây là cái tủ đèn bên em chuẩn bị sẵn để cho anh em làm đèn nha. Anh em cứ yên tâm, hãy đến với Akala Thái Nguyên để được cái trải nghiệm cái dịch vụ độ đèn bên em. Anh chị em nào muốn độ đèn mà không phải quét cái chóa này, những xe sử dụng ra sử dụng cái chóa halogen,
Đấy, thì mà muốn độ mà không phải quét chóa thì tham khảo ngay cái bộ đèn GTR Limited 3.0 này nhá, với công suất cốt là 55W/65. Đây là xe sau khi mà đã nâng cấp đèn, và đặc biệt là cái xe khi mà nâng cấp bộ đèn này đấy, là đuôi xoáy đó, không phải quét ở cái chân, ở cái đít chóa này đó. Trong trường hợp mà anh em muốn về zin vẫn về zin được nhá. Đấy, Forerunner 2018 nâng cấp đèn. Đây là ánh sáng, đây sáng chưa. Chào tất cả anh em, đây là chiếc VinFast Lux A, bên em đã nâng cấp chiếc đôi bi V30L và V30 Ultra cho chiếc xe. Bi được lắp vào vị trí zin, có pad, có rắc chuyển, không cắt chích, không phải đục khoét, giữ lại nguyên zin cho chiếc xe. Sau bác có thể muốn về zin thì có đảm bảo có thể về zin. Đây, bác chủ lên combo 4 bi V30L cho một đôi laser và một đôi V30 Ultra cho đấy cho chỗ cốt. Đây, các bác có thể nhìn thấy với chế độ cốt cho da ánh sáng đậm mịn, nhưng pha cho da đấy, pha với hai tâm laser các bác nhìn thấy đấy. Riêng dòng V30L Ultra để cho ra cái dòng laser, tâm laser đó là một cái bóng laser vào khoảng 15W hỗ trợ chiều xa cho các bác với chế độ pha. Anh em có nhu cầu nâng cấp đèn pin thì có thể qua bên em Auto 365 Thái Nguyên chuyên độ đèn pin với số đường dây nóng 0969006007 hoặc 0777365365. Bi gầm cho Honda City. Đây các bác, chiếc Honda City nó được nâng cấp cái bộ bi gầm X3 Pro với công suất là 4 cốt là 40, pha là 55W này. Đó, sử dụng chip 6+1 này. Con này nó có trợ pha riêng nhé. Đây các bác có thể thấy là đây là ánh sáng của bi đèn nguyên bản này, đèn cốt nguyên bản này. Còn đây là ánh sáng của bi gầm này. Các bác có thể thấy sáng hơn gấp 4 đến 5 lần nữa. Khi lên pha con này nó sẽ có tâm pha là tâm màu vàng nhé, để cho mình khi mà mình di chuyển vào các cung đường trời mưa hoặc sương mù nhẹ đi nó sẽ tốt hơn này. Tầm quan sát các bác đi với cái ánh sáng này thì mình đi nó sẽ không bị mỏi mắt. Đèn nguyên bản, các bác nào mà đang sử dụng xe mà có đèn nguyên bản mà nó quá tối thì các bác muốn nâng cấp thì các bác có thể qua Acala để nâng cấp bi gầm hoặc bi pha các bác nhá. Cho Kia Carren 14 năm tuổi thì có những đồ gì anh em? Đấy, tiếp tục lên đồ, vẫn chuyên mục lên đồ cho anh em. Rồi tiếp tục giới thiệu cho anh em một số món đồ mà anh em cần nên trang bị. Đây một chiếc Kia Carren đã 14 năm tuổi, tức là 2010 đấy. Thì xe này qua bên mình lắp đặt bộ màn hình Android này, để anh em khi mà di chuyển các cung đường xa có bản đồ dẫn đường và có cả bản đồ cảnh báo giao thông nhé. Cộng thêm các tính năng giải trí, nghe nhạc, xem phim, giải trí, bản đồ dẫn đường cũng đầy đủ cả. Cái nữa đó là phim cách nhiệt đã cũng đã dán được hơn chục năm rồi, bây giờ nó bị bong hết ra và đi nó rất là nóng. Anh em phải biết là phim cách nhiệt thì anh em dán loại tốt thì nó khác, nhưng mà dán loại tầm trung trung thì tầm hơn mười mấy năm rồi, 14 năm rồi, thì cái chuyện bong với lại đi nóng là chuyện bình thường. Tiếp theo đó là mổ cận. Con này nó đang sử dụng là cái bóng halogen thì ánh sáng nó thật là như con đom đóm thật, không phải là đấy, bởi vì là cái bóng sợi đốt kia thì sau càng thời gian lâu anh em sử dụng ấy thì nó lại càng tối đấy. Thì lại tiếp tục lên bi LED, giải pháp hay nhất, ánh sáng tốt, tuổi thọ cao mà giá thành lại hợp lý đó. Anh em nào đang sử dụng xe Carren, những dòng xe khác cần lên đồ qua em. Xin chào tất cả anh em, nay bên em Auto 365 Thái Nguyên đang nâng cấp chiếc đèn Titan Premium cho chiếc Kia Soluto với cấu hình đó là Titan Premium Laser. Có thể nhìn thấy đấy. Sản phẩm đang được phân phối tại hệ thống Auto 365. Mã đây là cái mã này là mã Titan Premium mã Laser ạ. Có thể nhìn thấy đấy ạ. Sản phẩm hiện tại đang được tặng một cái thùng giữ nhiệt Fami cho công ty nhựa Long Thành trao tặng ạ. Bi được độ vị trí zin của đèn tích hợp, đồng thời cấu hình trên đã được tích hợp mắt quỷ đổi màu theo áp. Đó, mình thấy.
Đây là anh cốt cho ra, đây là anh gắng cốt đấy. Đây, pha. Giữ nguyên chế độ chỉnh cao thấp trên đèn. Chỉnh lên đấy. Tất cả chế độ chức năng zin của xe đều giữ nguyên. Các bác cần tư vấn hỗ trợ gì có thể liên hệ bên em với Auto 365 0969 006 007 hoặc 0777 365 365. Cảm ơn các bác theo dõi video. Trước mắt anh em đây là một chiếc Kia Cerato, thì cái đèn con này thì rất là tối, thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh em cách như nào, làm như nào để độ đèn đúng cách, đúng quy chuẩn và an toàn cho hệ thống điện trên xe. Thì bình thường ấy, cái bóng đèn, bộ đèn nguyên bản của chiếc xe nó sẽ là bóng đèn halogen và bóng đấy nó sẽ rơi vào khoảng 55W. Và khi anh em nâng cấp những cái bộ bi LED từ với cái công suất cao hơn thì đi lâu ngày thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ thống điện của xe. Thì khi mà anh em đi độ đèn thì anh em chú ý nhá. Thì như bên em độ thì bên em có sẽ có một cái bộ dây rắc đây, một bộ dây rắc làm lại hệ thống điện cho xe với một hệ thống bộ rơ le riêng biệt để mà lắp đặt cho xe. Và những cái rơ le này sẽ được xỏ những bộ gen cách nhiệt như này để chống khi mà khoang máy, anh em có thể để ý đây, khoang máy zin theo xe thì nó cũng có những cái gen chống nhiệt như thế này để chỉ khi vì cái khoang máy hoạt động rất là nóng trong thời gian dài thì cái nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thống dây điện của mình. Thì bên em khi em thi công thì cái rơ le của bên em nó sẽ có những cái rắc rối như này và những cái gen cách nhiệt như này để đảm bảo cho anh em đi chạy trong vài năm hàng chục năm nó sẽ không ảnh hưởng đến cái dây điện bên trong này, nó không làm oxy hóa hoặc là làm mất cái tính năng đàn hồi của cái bên nhựa này để ảnh hưởng đến cái lõi đồng bên trong này. Đấy, những cái rơ le này nó sẽ là một cái hệ thống riêng biệt. Khi đèn của anh em có hệ bất kỳ vấn đề gì thì nó khi mà chập cháy này thì nó sẽ cháy cái hệ thống cầu trì của cái hệ thống điện mà lắp thêm này, chứ nó không ảnh hưởng đến hệ thống trong điện trong xe. Ngoài ra khi mà nâng cấp đèn, anh em có thể để ý khi mà anh em đặt lịch trước thì các bên độ đèn nó sẽ có những cái pad chuyên dụng như này để lắp vào bi vào trong xe cho mình đảm bảo an toàn, không cắt gọt gì hệ thống đèn trên xe. Đây, như đây là một chiếc Kia Cerato thì đèn nguyên bản nó sẽ như là như này này. Đấy, bi protector 3.0, sau khi thay một quả bi 3.0 khác vào thì nó sẽ là ở vị trí nguyên bản như xe của xe như này. Và có pad, đây là cái pad nhá anh em, đây này, cái pad em đã bắt vào đây rồi. Thì có bộ pad như thế này thì nó sẽ là bắt ốc zin hết như này cho anh em, và anh em sẽ không phải cắt trên cái quả bi zin này nữa và vẫn giữ lại quả bi zin này. Khi mà anh em muốn về zin thì anh em về zin rất là đơn giản, chỉ cần tháo quả này ra, úp quả này lại, trả về nguyên bản cho xe, thế là xong. Còn đấy, còn hệ thống điện thì nó sẽ đi sang bên này, và cái hệ thống điện mới này sẽ đảm bảo đủ công suất cho cái hệ thống đèn mới hoạt động trong thời gian dài mà không ảnh hưởng đến hiệu năng của bộ đèn. Đấy là một vài cái kiến thức em muốn chia sẻ cho anh em khi anh em đi độ đèn. Đấy, còn anh em muốn độ đèn uy tín chất lượng thì đến với Agala Thái Nguyên với địa chỉ 579 đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn anh em. Đúng là đi xe đèn sáng rồi xong quay lại đi đèn tối là không đi được anh em ạ. Mình chứng một chiếc Mazda 3 này. Đấy, xe này thì trước kia anh chủ xe anh cũng đã đi đèn độ rồi. Và đợt vừa rồi thì anh đi tiếp một con Mazda 3 này. Con này thì bình thường thì em chỉ độ, đa số mọi người sẽ độ một con bi trên và một con bi gầm đó. Đấy, bi pha bi gầm. Nhưng mà ở đây anh chủ xe anh chơi lớn là trên độ hai cặp bi LED. Đây là một đôi GTR Limited 3.0, đôi là X-Line V20 dưới X-Line F10. Đấy, combo này gọi là siêu sáng luôn anh em nhá. Mọi người có thể nhìn cốt kìa. Ánh sáng rất là rộng, đậm. Cái lên pha đây, cái lên pha có cả 6 pha nhá. Cái này mà anh em chạy cao tốc hoặc đường trường mà đi đường vắng mà anh em lên pha thì không phải suy nghĩ vấn đề gì nữa. Đi cực kỳ sáng, cực kỳ an toàn luôn. Đó. Combo 6 bi cho Mazda 3 2016. Đó. Anh em nào đang sử dụng những cái dòng xe Mazda 3 từ 2015, 2016, 2017, 2018. Đấy, muốn nâng cấp đèn, em mời qua Agala Thái Nguyên anh em nhá. Độ zin luôn. Chào tất cả anh em. Đây là chiếc Mazda 3 2018 đã sau một quá trình dài sử dụng. Bác chủ đã nâng cấp cấu hình bi xenon, nhưng mà sau một thời gian sử dụng thì các bác chủ đã quyết định nâng cấp cấu hình bi LED bên em, đó là cấu hình X-Line V20 tại Auto 365 Thái Nguyên.
Đây các bác có thể nhìn thấy, sau khi nâng cấp đèn được độ vào vị trí nguyên bản của xe, các chức năng chỉnh cao thấp vẫn giữ nguyên. Và vị trí zin các bác có thể nhìn thấy, len sẽ chuyển thành len tím. Đây là vị trí bên lái các bác có thể nhìn thấy đấy ạ. Đấy, sau khi nâng cấp xong vào y như cái vị trí như zin. Rất là thẩm mỹ, len tím. Đây, sau đây các bác có thể nhìn thấy ánh sáng cốt cho ra. Đây, ánh sáng cốt cho ra này. Rộng mịn. Đối với pha trụ một tâm. Ánh sáng 5500 cho ra nhiệt màu rất là bám đường. Các bác đi thoải mái với trời mưa hoặc là sương. Đặc biệt hỗ trợ bi led thì không có đồ đá pha thì không có độ trễ. Các bác có thể nhìn thấy khi mà khởi động rất là nhanh. Đồng thời chiếc Mazda 3 này còn có chế độ chỉnh cao thấp, nó chỉnh lên xuống trong xe thì đã được bên em giữ nguyên tích hợp zin giữ nguyên. Các bác có nhìn thấy đấy, chức năng chỉnh cao thấp vẫn được giữ nguyên, không mất chức năng chỉnh cao thấp. Đồng thời các đây là chiếc Mitsubishi Archagate bản 2024, nhưng mà bản này vẫn là bản thiếu anh em nhé. Thì bên trên là bóng đèn halogen và bên dưới cái đèn gầm của nó chỉ có một cái miếng nhựa không này thôi anh em này. Đấy, thì đây bên em đã lắp cái bộ bi gầm vào vị trí đúng zin đấy, sinh ra để dành cho nhau anh em nhé. Đấy, bi 3.0 vừa đúng vào vị trí zin của chiếc xe này anh em mà thấy đấy, lắp đặt như zin nhá, chân bắt như zin nhá. Đấy, dòng Acha này nó sẽ có dòng chân bắt như này và sản xuất dành riêng cho bi gầm cho nó. Anh em chỉ cần mở ra, cắt bỏ cái nhựa đen này đi. Đấy, anh em bỏ nhựa đen này đi, sau đó lắp cái bi gầm vào vị trí này thôi. Con này sẽ là cái mã em đang lắp cho anh chủ xe, đây là mã F10 Turbo nha anh em nhá. Bản mới nhất, bản 2024 với trợ pha lây, trợ pha là pha. Đấy, chip led 6.1.1 và chip led của Ram. Đấy, thì em đã chọn cho anh ấy ra là nhiệt màu 5500 và anh hay đi phố, và thời gian bảo hành của bộ bi này sẽ là lên đến 2 năm. Với công suất là bộ cốt là 40W và pha là 65W, công suất rất là cao, đảm bảo đi những cái cung đường dài và nó vẫn đảm bảo công suất cho anh em. Và một cái điều nữa rất là hay đó là lắp zin cho những dòng xe Toyota, Honda, Mitsubishi đấy. Anh em chờ đón cái thành quả sau khi nâng cấp ánh sáng. Sau khi nâng cấp xong thì liệu cái đèn gầm này có đủ sáng cho so với cái đèn trên hay không, và có đủ nhu cầu khi mà đi chiếu sáng cho anh em hay không nha anh em nha. Tiếp tục mổ cận cho chiếc MG5 này các bác. Chiếc MG5 này đã qua bên em nâng cấp chiếc bi led X-Line V20. Và anh các bác có thể thấy cái ánh sáng của mặt cắt cốt của nó. Với dòng bi này khi mà ở cái nhiệt màu 5000 thì nó cho ánh sáng trắng ngả vàng này, và cho các bác đi sử dụng ở mình nhiều cái cung đường khác và điều kiện thời tiết khác nhau. Khi mà lên pha thì cái này pha nó sẽ tụm tâm pha, và với cái ánh sáng pha này các bác di chuyển ở cái mức độ giải vận tốc cao thì các bác không lo về cái vấn đề hạn chế về tầm nhìn. Và khi mà bi lắp đặt lên này thì gần như là lắp đặt nguyên zin nha các bác nhé. Với dòng bi này thì bên em bảo hành cho bác 3 năm. Với công suất cốt là 60 và pha là 70, cho các bác di chuyển ở gần như là mọi cung đường rồi. Các bác nào mà cần nâng cấp ánh sáng cho xe của mình thì các bác hãy nhớ tới Akala các bác nhé. Anh em mà đi đèn tối thì anh em nên làm gì ạ? Đến ngay với Akala Thái Nguyên nha, để bên em nâng cấp cho các bác cái bộ đèn bi chuẩn theo cái căn chỉnh chuẩn theo cái mức tiêu độ ánh sáng, và lắp đặt thì lắp đặt zin cho anh em. Và đây là chiếc Toyota Vios thì bên em có thay vào vị trí đèn nguyên bản của chiếc xe này, với bi đèn nguyên bản là đi halogen projector. Thì cái ánh sáng cho ra thì rất là mờ, và thứ hai là không có chế độ pha cốt. Thì sau khi thay cái bộ bi này vào thì nó sẽ có hai chế độ pha cốt cho anh em. Đấy, như bình thường anh em sẽ có hai cốt và một cốt một pha, thì bây giờ sẽ sau khi anh em nâng cấp lên thì nó sẽ có thành hai cốt và 4 pha anh em nhá. Đây là với chế độ cốt của xe này. Và đây là chế độ pha của xe. Đấy. Bi thì sẽ có hỗ trợ cho hai chế độ pha cốt. Khi mà chế độ pha anh em có thể nhìn thấy là với cái bản mới của 2024 thì đèn nó sẽ có những cái tâm trợ sáng rất là rõ và sắc nét. Đấy, với chế độ pha thì anh em có thể nhìn thấy rất là sáng, sáng gấp 2 đến 3 lần so với đèn nguyên bản. Còn với chế độ cốt anh em đi trong phố không gây chói mắt cho người đối diện, và cái nhiệt màu ngả về nhiệt màu 5000 thì cho ra ánh sáng hơi ngả vàng và rất là bám đường cho anh em đi trải nghiệm được mọi điều kiện thời tiết. Đấy, anh em thấy không ạ? Với cái công suất bi thì bằng với cái công suất nguyên bản của đèn, nên là lắp đặt vào thì hệ thống điện đèn đều giữ nguyên và nguyên bản, không phải đấu nối, không phải cắt xích gì của xe cả. Đấy, và cái anh em đi đăng kiểm thì là vô tư nhá, với cái điều kiện ánh sáng như này. Còn đây là với cái mã là GTR Limited 3.0 và chế độ bảo hành là 3 năm cho anh em. Đấy, anh em còn không chần chừ gì mà nâng cấp ngay cho mình bộ đèn bi với đủ tiêu chuẩn ánh sáng, đi đảm bảo an toàn cho anh em. Cảm ơn anh em.
Này bên em Auto 365 Thái Nguyên nâng cấp cho chiếc đèn gầm cho chiếc Ford Ranger đời 2021 nguyên bản này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đèn zin theo xe nguyên bản của xe này là đèn led thôi, nhưng mà công suất nó rất là thấp và độ chiếu sáng không đáp ứng được nhu cầu cho bác chủ, nên bác chủ đã quyết định nâng cấp, đó là bộ bi gầm GTR G1 Pro, là dòng sản phẩm mới ra của dòng GTR là đang hot nhất hiện nay. Các bác có thể nhìn thấy đấy ạ, bi được lắp vào vị trí zin của xe. Bác chủ hay đi cung đường đèo núi nên anh chủ đã quyết định chọn cho mình đó là gói bi gầm màu 3000 phá xương. Đấy, bi được lắp vào vị trí zin. Các bác có thể nhìn thấy vị trí đèn cốt đó ra sắc mịn trải đều, pha gom tâm ánh sáng màu 3000 đi phá xương rất là tốt. Anh em có nhu cầu tư vấn liên hệ đồ đèn thì có thể liên hệ với em với số đường dây nóng 0969006007 hoặc 0777365365. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào tất cả anh em. Đây bên em Auto 365 Thái Nguyên nâng cấp chiếc cho chiếc Kia Soluto với cấu hình đó là bi LED X-Line V20. Được nâng cấp bi LED X-Line V20. Đây là nâng cấp xong, nâng cấp xong. Tại Akala Thái Nguyên có gì thì mời anh em cùng check nhá. Hôm nay là một buổi cuối tuần tại Akala. Buổi chiều đây thì có một số xe thì mình giới thiệu cho anh em. Xe này là một chiếc Hyundai i10. Xe này thì đang chờ vệ sinh cái khoang máy động cơ, đang chờ để vệ sinh động cơ. Bên này là một chiếc Hyundai Accent. Xe này thì đang đánh bóng kính. Với cái xe sau nhiều năm sử dụng ấy thì cái tình trạng mà bị xước kính thì nhiều xe không tránh khỏi được. Thì cái giải pháp hay nhất là anh em sẽ đánh bóng kính, xóa sạch mọi cái vết xước nhá. Tiếp theo bên này, xe kia đang chờ spa. Ở đây là một chiếc xe Sorento. Thì xe này thì bên mình vừa tiến hành nâng cấp một bộ đèn. Nâng cấp một bộ đèn GTR Limited 3.0. Đấy, bi LED và vệ sinh là dàn lạnh nữa. Bên này một chiếc Toyota Actis, xe này đang dán lại phim. Xe này thì bên mình dán lại kính lái và hai kính sườn trước. Đấy, kính lái hai kính sườn trước nha, dán dòng phim Nikko Hàn Quốc. Trong này thì là một xe Hyundai Santa Fe, xe này thì dán lại kính lái và hai kính sườn trước. Đó thì anh em đến mùa nóng này rồi ấy, sử dụng xe ô tô những cái dòng phim, những dòng xe mà trang bị phim cách nhiệt mà cái dòng phim cách nhiệt nó kém ấy thì đi rất là nóng, thì anh em nên lựa chọn những cái cơ sở uy tín và cũng như là cái dòng phim uy tín anh em nên trang bị dán lại cho anh em sử dụng sao nó đảm bảo anh em nhá. Full LED rồi mà vẫn độ. Nhiều người thì bảo là mấy cái ông đèn có đèn LED rồi thì độ làm cái gì nữa, đúng không ạ? Nhưng mà nói thật với anh em, một số cái con đèn ví dụ như là của xe Ford Territory hoặc là Sinh 5 ấy, về cái ánh sáng đèn nguyên bản đeo xe thì nó kiểu dở dở ương, sáng không phải sáng hẳn mà tối không phải tối hẳn, rất là dở. Đấy, nên là nhiều anh em giờ hiện tại rất là đang đắn đo là không biết là có nên đi độ đèn hay không. Thì đây là một chiếc xe mà bên mình vừa tiến hành thi công nâng cấp đèn xong cho đây, chiếc Ford Territory đã được trang bị đèn full LED rồi. Nhưng mà vì ánh sáng cho ra thì nói chung là nhiều lúc đi nó vẫn hạn chế và đi rất là tối. Thì lại nâng cấp lên đèn LED như con này ấy, thì là lắp đặt zin anh em nhé, bắt bát zin. Đấy, lắp đặt xong bi 3 chấm, bên này vẫn giữ nguyên này, thay một quả bên này thôi. Đó, anh em có thể thấy ánh sáng sau khi lắp đặt đây nó ngon như thế này cơ mà.
Còn đèn nguyên bản này thực ra thì nó cũng sáng nhưng mà nó không phải là cái dạng mà ánh sáng tốt, gọi là ví dụ như anh em đi ngắn thì ok, chứ còn nếu mà anh em chạy đường dài mà đi đèn nguyên bản cũng vẫn là rất là tối, đi rất là mỏi mắt. Đó là anh em nào mà đã thay đèn cho Ford Territory thì cho em xin chút ý kiến anh em nhá. Xe đã được trang bị bi projector và đã được thay thế bằng bóng LED nhưng mà ánh sáng cho ra rất là hạn chế. Đấy, đây là một chiếc xe VinFast VM5. Xe này đã được trang bị là bi projector rồi nhá. Đấy, bi LED, bi cầu. Đó, trong này nguyên bản của nó sử dụng bóng halogen và anh chủ xe đã thay thế lên một đôi bóng LED rồi. Đôi bóng này là đôi bóng xịn nhá, đôi bóng ngon đấy. Chứ không phải là đôi bóng đều đâu. Nhưng mà với cái nhu cầu là anh em chủ xe hay phải đi buổi tối nhiều nên là cái ánh sáng đèn cho ra đáp ứng thì vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, nên là anh quyết định nâng cấp lên một bộ X-Line V20 phiên bản mới nhất, phiên bản 2024 với công suất là cốt là 60W, pha 70W. Đây mọi người có thể nhìn thấy ánh sáng cho ra cốt rất là sắc, mặt cắt rất là rộng. Đấy, khi lên pha thì có tâm vàng đây hỗ trợ cho anh em đi trời mưa nhẹ, sương mù nhẹ rất là ok, khoảng cách chiếu xa từ tầm 600 đến 800 m. Anh em đang sử dụng xe VinFast hãy tham khảo cũng như là nghiên cứu tìm hiểu những cái dòng bi LED này để nâng cấp cho anh em khi mà sử dụng lên đảm bảo an toàn, ánh sáng tốt hơn anh em nhá. Chú ấy sáng gì chú? Chú ấy sáng gì chú? Chút một hơn 10 triệu của tao không sáng. Cái này thì bọn cháu cái này đèn bọn cháu có bảo hành điện tử hết chú nhá. Vâng. Cái bóng LED này thì chú muốn thay thì thay thôi, chứ còn nếu mà thực sự cái bóng LED của chú bây giờ mà bật thì nó như cái ánh sáng của cái bi trên này này nó sáng, nó sẽ át hết cái bóng LED. Vâng, nếu mà trong trường hợp mà ví dụ như là chú lắp cái nó bị cháy một bên mà nó không báo lỗi thì chú có thể chú vẫn đi được thoải mái, chứ chỉ sợ là ví dụ nó báo lỗi thôi. Đấy. Chú cứ lên cái combo này đi thoải mái sáng rồi. Như bây giờ bật pha là cả cái LED cũ của chú đều sáng cả thôi. Dạ vâng ạ, khi lên pha đây là có pha này lên này, pha dưới này lên này, cả cái này là lên là cả 6 pha. Mỗi bên 3 pha. Đèn gầm này cũng pha. Ở đây ánh sáng, khi mà chú lắp đặt xong ánh sáng này thì đi nó đảm bảo hơn, chứ còn xe này thì nó dùng đèn nguyên bản thì giờ nó không không ấy. Chú xem được test này cũng cháy mất lắm bạn ạ, quá sáng luôn bác. Bác để pha là có sẵn khác đi nào, pha bác lên cao tốc bất kỳ bác pha được. Con này mà lên cao tốc mà đi mà không có xe lên pha đi mỹ mãn sướng luôn. Sáng chưa anh em? Anh em đang sử dụng dòng xe Vios mà muốn nâng cấp cái ánh sáng mà nó sáng như thế này thì anh em hãy qua Gala nha anh em nhé. Ở đây là chiếc Toyota Vios, bên em đã nâng cấp cho nó chiếc bi X-Line V20 của thương hiệu X-Line. Với bộ này thì công suất của nó đây, các bác có thể thấy là công suất là cốt là 60, pha là 70. Các bác có thể thấy khi mà cái ánh sáng, đây là ánh sáng pha nha các bác nhé. Đây, còn cốt đây, khi mà cốt thì nó sẽ có mặt cắt và bên em Akala và Auto 365 sẽ có cái hệ thống căn chỉnh đèn khi mà lắp đèn. Nên là tất cả các bác mà lắp ở tại Akala Auto thì các bác không lo gây chói cho người đối diện các bác nhé. Nó sẽ có mặt cắt và mình có thể điều chỉnh được lên xuống cao thấp như nào tùy theo các bác, mà sau thời gian sử dụng các bác muốn điều chỉnh như nào các bác qua bên em hỗ trợ các bác nâng cấp. Đây, còn đây là ánh sáng pha này. Với cái chiếc X-Line V20 này thì nó sẽ cho cái ánh sáng trắng ngả vàng một xíu, nên là các bác sẽ đi được nhiều cái điều kiện thời tiết khác nhau hơn. Và ví dụ như là trời mưa hoặc là sương mù nhẹ các bác vẫn có thể đi thoải mái này. Đây. Các bác nào mà cần nâng cấp đèn thì các bác có thể qua Akala các bác nhé. Vâng, và đây là sau khi mà bên em đã thi công xong này. Đấy, anh em kỹ thuật đang hoàn thiện nốt. Và đây các bác có thể thấy đây là ánh sáng của bộ đèn này nha các bác nhé. Đấy, khi mà ánh sáng lên này không? Đấy, đây là ánh sáng cốt nha các bác nhé. Đây cốt này, đây em bật pha cho bác xem này. Đấy, rồi đó,
quá là sáng luôn. Tầm này thì các bác kể cả đi gần như là bất chấp mọi thời tiết rồi, đúng không ạ? Đấy, soi tầm này đi soi ếch thoải mái luôn các bác nhé. Đấy, bác nào mà cần lên đèn cho xe ô tô thì các bác có thể qua để Akala để trải nghiệm thực tế các bác nhá. Đây là chiếc Toyota Fortuner anh em thấy không ạ? Đèn đó là đèn bi projector ấy nhá, nhưng mà nó là bóng halogen. Đấy, anh em thấy ánh sáng cho ra đây, ánh sáng cho ra rất là yếu. Nó cái này nếu mà để mà đi buổi tối mà anh em đi cao tốc nữa thì gần như là không đáp ứng đủ cái nhu cầu cho anh em đi sử dụng. Và thì cái tầm nhìn sẽ rất là hạn chế, và thứ hai là đi nếu có mưa có sương nữa thì anh em gần như sẽ không thấy cái gì cả. Đấy, và để mà nâng để một cái giải pháp an toàn cho anh em mà đi vẫn lắp đặt zin cho anh em nhá. Giữ nguyên tính năng tất cả các tính năng auto và lắp đặt zin cho anh em. Bây giờ đi 3.0 lắp vào vị trí nguyên zin này cho anh em này. Đấy, bằng hôm nay em sẽ thay lắp đặt cho chiếc xe này đó là một bộ bi LED. Còn trong cái phân khúc của vua bi LED đây, đó là dòng X-Line V30 Ultra. Thì dòng này vẫn là đang là cái dòng mà anh em đang ưa chuộng và lắp nhiều nhất trong các phân khúc của bi LED. Đấy, anh em lắp vào đây, cô bi sẽ cùng kích thước với cái bộ bi này và anh em chỉ lắp vào là xong. Và tất cả các dây rắc lắp đặt là zin, và anh em sẽ tháo ra và bỏ bộ bi zin này ra và thay vào bộ bi LED này vào. Ánh sáng tăng gấp 3 đến 4 lần và đèn bi hỗ trợ cả hai chế độ pha cốt cho anh em. Đấy, anh em hãy chờ đón kết quả trước và sau khi nâng cấp sẽ như nào ạ. Cảm ơn anh em. Vâng, đây là anh em thấy đây là sau khi mà bi đã nâng cấp xong này, bi được lắp vào vị trí zin như ban đầu. Đấy, sẽ không phải để cắt gọt gì nhá. Sau này anh em muốn về zin anh em chỉ cần lấy quả bi cứ zin và anh em lắp trả lại là xong. Đấy, còn ánh sáng thì anh em thấy đấy, đây là ánh sáng sau khi nâng cấp xong. Ánh sáng cốt cho ra rất là rộng, sắc nét, sáng hơn đèn zin gấp 3 đến 4 lần. Còn ánh sáng đèn pha đây, anh em thấy đấy. Đấy, đối với dòng V30 này thì ánh sáng đèn pha nó sẽ có thêm một cái tâm trợ vàng nữa, trợ pha nữa, và nhiệt màu nó xuống khoảng 5.000. Đấy, cho anh em đi trời mưa trời sương anh em đi thoải mái anh em nhá. Và cốt con này thì cực kỳ rộng. Đấy. Với hệ thống điện sẽ được với công suất cao hơn thì hệ thống điện sẽ được làm lại và lắp đặt là đi lại đường dây điện zin. Anh em để thấy đây là những cái bộ dây điện chuyển đây, lắp đặt gọn gàng và đảm bảo là có dây chống cháy cho anh em, có cầu chì riêng để ngắt. Đấy, anh em không phải lo lắng về hệ thống điện hay xe có vấn đề gì trục trặc nhá. Còn anh em hãy đến với Akala Auto Akala Thái Nguyên để bên em tư vấn lắp đặt cho anh em những sản phẩm chính hãng, lắp đặt tốt nhất cho anh em. Cảm ơn anh em. Chiếc đèn nguyên bản của chiếc xe VinFast VF5 các bác nhá. Đấy, nhìn đèn nó là đèn projector nhưng mà nó sử dụng cái bóng halogen này thôi này. Đấy, lắp quả bóng này vào thôi. Đấy, chẳng qua là nó sẽ có cái dạng hình cầu này cho các bác nhìn nó đẹp hơn thôi. Nhưng mà thực chất thì nó vẫn là cái ánh sáng halogen. Đấy, đèn halogen khi mà sử dụng thì nó không được tốt cho lắm khi mà mình đi đêm. Đấy, còn đây là bên em đã lên một cái bộ bi LED X-Line V20 rồi. Đấy, các bác có thể nhìn thấy là cái khi mà chỉ cần tháo cái bi cũ ra nhá, lắp bi nguyên bản rồi. Đấy, vẫn như zin luôn này, đúng không ạ? Và đây là ánh sáng của nó, thực tế của nó này. Các bác có thể thấy nó sẽ cái ánh sáng trắng ngả vàng một xíu này. Và cái này mình nó sẽ cho mình đi được cái điều kiện thời tiết, nhiều cái điều kiện thời tiết khác nhau. Ví dụ là sương mù nhẹ hoặc là mưa nhẹ các bác vẫn đi được, và cái cho cái hệ số bám đường nó tốt hơn. Đấy, và cái này thì cái dòng này thì cái mặt cốt của nó ấy, cái dòng cốt của nó thì nó cho ánh sáng đậm và mịn hơn. Đấy. Còn đây là ánh sáng pha nha các bác nhá. Đấy, khi các bác lên pha này. Đấy, lên pha này nó trụm tâm này, đúng không ạ? Trụm tâm pha, và các bác cái tầm quan sát của mình với đi tốc độ giải tốc độ cao nó sẽ tốt hơn này, đảm bảo an toàn cho mình này. Đấy, tầm quan sát là khi mà các bác đi như này là quá ok rồi, đúng không ạ? Đó. Bác nào mà xe đèn xe của mình quá tối thì các bác muốn nâng cấp hoặc tham khảo đèn thì các bác hãy nhớ tới Akala các bác nhá. Hơn 5 triệu thì các bác lắp đèn gì được ạ? Đấy, đấy là bộ Limited 3.0 các bác nhá. Rồi đây là Limited 3.0 này. Đấy, bộ này thì nó có 9 chip LED cộng với một chip LED phụ là 10 chip LED nhá, sử dụng chip Osram này. Đấy, công suất là cốt là 55. Đấy, pha là 65W nha các bác nhá. Đây, các bác có thể thấy ánh sáng thực tế của nó này. Đây là mặt cắt cốt này. Đây là bên em đã lắp cho chiếc xe Kia Sorento. Sorento. Đấy. Với một dòng xe mà ở cái giải mà khi mà anh em có thể nhìn thấy cái mặt cắt của nó này, đúng không ạ? Đấy, rất là phẳng luôn. Và không gây chói cho người đối diện nha các bác nhá. Khi các bác lên pha này. Đấy. Lên pha này mới gây chói, kể cả đèn nguyên bản của các bác mà lên pha này, này nào cũng gây chói rồi. Đấy, nhiều bác cứ bảo là độ đèn mà
gây chói cho người khác, nhưng mà không phải là các bác sử dụng là nếu mà các bác lắp bóng lắp bóng thì nó sẽ ấy, còn khi mà lên bi rồi nó sẽ có mặt cắt như thế này, không bao giờ sợ bị chói mắt cho người đối diện đâu các bác nhá. Bác nào mà xe mình quá tối mà muốn nâng cấp đèn, đặc biệt là chạy buổi tối nhiều, thì các bác có thể qua Gala để trải nghiệm ánh sáng thực tế các bác nhá. Đây là chủ mất tiền đấy. Nhưng mà thằng này đặc biệt nó có cái pha của nó sẽ này là cố thằng thằng này. Đây, pha nó có cái này. Pha nó có cái tầm vàng này. Đúng rồi. Tầm vàng chạy theo rồi. Như bình thường ép cái bi rẻ nhá, cái này nó chỉ làm màu thôi nhá, không có thật. Nhưng cái này của em là nó còn có. Nó mở màng, cái màng chập nó mở như của anh kia nhá. Nhưng mà nó có cái pha này mở lên này. Cái tầm vàng nó gọi là tầm vàng. Đi đây còn pha lên này. Cái bình thường nó có như này à? Không, không, anh, như này, anh như mở này. Pha lên, giá pha em lên cái quả video này. Chắc có nhiều bác thắc mắc là tại sao khi mà lên ánh sáng đèn lại một bên nó sẽ ánh sáng nó trong hơn và một bên nó sẽ hơi mờ, đúng không? Nguyên nhân là do cái mặt đèn ở bên tài này của bác xe bác chủ đi lâu nó bị ố cái mặt đèn này rồi. Hôm nào bác chưa có thời gian làm nên là hôm nào ra bên em sẽ đánh bóng lại mặt đèn này thì nó sẽ sáng, ánh sáng nó sẽ tốt như cái bên phụ này các bác nhá. Cái này là không phải do đèn đâu nhá. Chắc sẽ có nhiều anh em bảo là hai bên thì nó lệch nhau đúng không ạ? Đây, với chiếc xe Coro Altis này thì bên em đã nâng cấp cho chiếc xe này bộ bi LED Limited GTL 3.0 này. Đây, ở khi mà lên pha các bác có thể thấy pha nó sẽ là trụ màu tâm này, và tâm này nó là ánh sáng trắng ngả vàng và vàng nhiều hơn các bác nhé, nên là các bác di chuyển vào nhiều cái điều kiện thời tiết khác nhau được, ví dụ là sương mù hoặc là trời mưa nhẹ các bác vẫn di chuyển thoải mái luôn. Bác nào đang muốn nâng cấp ánh sáng cho xe của mình mà chưa biết cái địa chỉ nào nơi nào độ rèn uy tín thì các bác hãy nhớ tới Akala các bác nhé. Vâng, với chi phí tầm khoảng độ 4 đến 5 triệu thì anh em đã lắp cho mình ngay một cái bộ đèn bi LED như thế này rồi này. Đây là bộ bi gầm lắp đặt zin vào cái vị trí zin của xe này anh em nhá. Đấy. Bi thì lắp zin hết đây. Đây là cái đèn nguyên bản của chiếc xe này. Đấy, nguyên bản của chiếc xe nó sẽ là một cái quả bi và bóng halogen như thế này thôi. Thì cái hiệu quả chiếu sáng nó sẽ không được cao. Và để mà khắc phục cái tình trạng đấy thì bên em có lên cho đây là cặp bi khi mà lắp vào vị trí zin như thế này. Và anh em có thể thấy đèn bên trên nguyên bản của chiếc xe này nó cũng là đèn full LED rồi, nhưng mà là đèn rất khá là yếu. Đấy. Ánh sáng cho ra thì khá là nhạt nhòa, và nếu mà để mà đi buổi tối, anh em mà đi đường cao tốc mà đi đường đèo núi nhiều hoặc là như đường Tây Bắc nhiều thì là gần như là không đủ cái độ sáng để mà chiếu sáng. Nhưng mà sau khi nâng cấp bộ bi gầm LED bi gầm thì anh em có thể thấy đấy. Ánh sáng cốt của chiếc đèn này cho ra rất là sắc nét và ánh sáng đèn pha đấy, sáng hơn gấp 3 đến 4 lần so với đèn zin nguyên bản của chiếc xe. Đấy, anh em thấy đây, đây là ánh cốt này, đây là ánh sáng pha này. Đấy, cốt bên dưới là ánh sáng của đèn bi gầm, đây em có thể tắt đi cho các bác thấy. Còn đây là sau khi đã bật lên này. Đấy, bên trên là ánh sáng đèn nguyên bản. Đấy. Đấy, anh em thấy không ạ? Đây là cái đèn bi mà sau khi nâng cấp lên thì anh em nhìn thấy khi mà nâng cấp cái đèn bi như thế này ấy, thì là nó sẽ không chói mắt cho anh em nhá. Khi anh em đi đường, bi thì hỗ trợ hai chế độ pha cốt. Với ánh sáng cốt thì nó sẽ có mặt cắt và nó sẽ không gây chói mắt cho người đối diện. Còn với pha thì nó sẽ gom một tâm và chiếu xa. Anh em có thể để ý đây là cái hình ảnh của bộ hình ảnh của mặt cắt của cốt. Đấy là bộ GTR 3.0. Đấy, anh em thấy không ạ? Mặt cắt rất là sắc nét nhá. Đi sẽ không gây đối diện, không gây chói mắt cho người đối diện. Còn anh em pha này anh em thấy không ạ? Pha rất là gom một tâm, anh em có thể thấy là hai cái tâm vàng đấy.
với cái độ đèn bi LED GTR Limited 3.0 đây, anh em có thể thấy là cái nhiệt màu của nó về còn 5.000k thôi, và thời hạn bảo hành cho anh em đến tận 3 năm anh em ạ. Đấy, bản này là bản mới nhất, bản 2024 thì đã nâng cấp cái phần bảo hành lên và phần công suất lên, và cái nhiệt màu đã được hạ xuống để anh em đảm bảo cho anh em là đi trời mưa trời sương thì vẫn đảm bảo cái nhu cầu mà khi anh em đi lại. Pha thì có một tâm hỗ trợ chiếu xa, với con này thì nó chiếu xa khoảng độ 5 đến 600m cho anh em khi mà đi trời tối, đi đường cao tốc thì có thoải mái có thể chiếu đảm bảo cái tầm nhìn cho anh em quan sát, và cái với ánh sáng cốt cho ra đi trong phố không gây chói mắt và đi rất là văn minh. Còn đây là anh em có thể nhìn thấy là khi mà nâng cấp lên này, con này sẽ là lắp zin hết toàn bộ anh em nhé. Đấy, với những cái dòng xe mà đang là chóa halogen chân H11, chân H7 và chân H4 thì tất cả các dòng đèn đấy sẽ được lắp zin cho những cái chiếc đèn bộ đèn đấy. Đấy, và cái chỉ cần tháo ra và lắp lại thôi. Đấy, độ thẩm mỹ rất là cao, anh em có thể yên tâm 100% là cái hệ thống điện đèn của anh em vẫn là zin hết. Và sau này cái chính sách đăng kiểm mới bây giờ đã được nới rộng rồi, và anh em có thể đảm bảo yên tâm có thể là đi đăng kiểm như bình thường. Đấy, và nâng cấp một cái bộ đèn bi này anh em chỉ thấy chỉ hơn 5 triệu một tí thôi là anh em đã sở hữu những bộ bi này rồi, bảo hành tận 3 năm. Và nâng cấp ở đâu ạ? Đến ngay Akala anh em nhá. Xe các bác đã có bi pha rồi mà các bác không muốn thay thế bi pha mà các bác muốn bổ trợ ánh sáng thì các bác có thể giải pháp cho các bác, đó là lên một cái bi gầm như này. Đấy, ví dụ bác chủ có lên một cái bộ bi gầm X3 Pro này anh em nhá. Đó, các bác có thể thấy ánh sáng của nó này. Đấy, mặt cắt rất là sắc và ánh sáng này nó ở giải là 5.500 này. Đó, cho ánh sáng trắng nha các bác nhá. À, và khi các bác lên pha này, đấy, có hỗ trợ cả pha luôn. Đấy, lên pha, bởi vì bác chủ lên cái bộ này lên cũng lên bi của bên em luôn là Limited 3.0, nên là khi mà các bác lên pha nó sẽ có hai pha này. Đấy, rồi đây là ánh sáng của Limited 3.0, đây là bi pha nha, em tắt bi cầm rồi đây. Đấy, combo này là các bác đi về quê hay là đi bất kỳ cung đường nào, đấy, các bác đều sử dụng được và đỡ cho mình phải căng mắt ra để quan sát các bác nhá. Đấy, bác nào mà muốn nâng cấp đèn hay là ánh sáng xe ô tô của mình thì có thể qua Akala các bác nhá. Khi 16 năm tuổi rồi thì ánh sáng đèn sẽ như nào ạ? Đây, anh em thấy không ạ? Thì sau khi một cái thời gian sử dụng dài rồi thì cái chiếc xe Camry này đã qua bên em đổi đồ đèn. Bản thân của chiếc xe này á thì đã là bi projector và có bóng xen đông rồi anh em nhá. Với cái thời điểm đấy cái dòng này nó sẽ rất là cao cấp rồi. Đấy, có bi rồi mà có projector rồi và có hệ thống bóng xen đông rồi thì nói chung là cái thời điểm đấy cũng rất là sáng, nhưng đến thời điểm hiện tại thì cái bóng đèn của nó sẽ xuống và rất là tối. Để khắc phục cái tình trạng đấy thì bên em có thay cho bác chủ một bộ bi LED với mã là X-Line V20. Đấy anh em ạ, đây là cái bộ mà bi của gần như là quốc dân nhất hiện nay trên thị trường hiện tại rồi. Đấy, bi với mã LED, bi LED là X-Line V20 này. Đấy, anh em có thể đây, Auto 365 nhé. Đấy, và cái bản này là bản mới nhất, bản 2024 thì có bản là 9Z9+1+1 và công suất đã được đẩy lên từ 55 lên 60 và pha là 70W và bảo hành cho anh em là 3 năm với nhiệt màu là 5.000. Thì cái cho ra ánh sáng hơi ngả vàng một chút để anh em đi bám sương đi đường sẽ bám đường hơn, và đi trời mưa trời sương anh em có thể hoạt động hiệu suất tốt hơn. Và với cái dòng này thì lắp cho chiếc xe Toyota Camry này thì cùng với cái kích thước của đèn bi nguyên bản đó là bi 3 chấm thì anh em chỉ cần lắp vào cái vị trí đèn zin của chiếc xe xong. Còn cái dòng này nó sẽ có hệ thống liếc và hệ thống gật gù theo xe, thì bên em sẽ có để giữ lại nguyên cái hệ thống liếc và gật gù cho chiếc xe của mình. Và đây là sau khi chiếc Camry bên em đã nâng cấp đèn xong, anh em có thể thấy đèn được lắp vào vị trí nguyên như nguyên zin, rất là đẹp và thẩm mỹ nha anh em nhá. Đấy, anh em thấy không ạ, đèn như kích thước giữ vào kích thước nguyên ban đầu, vị trí ban đầu, và hệ thống liếc của đèn bi sẽ được giữ nguyên. Đây anh em thấy sau khi đây đối với chiếc xe này, anh em xem đây, khi mà bắt đầu khởi động lên nhá thì chiếc đèn này sẽ có hệ thống liếc và gật gù. Thì với con đèn này bên em sau khi lắp đặt xong và đều xử lý hoàn thiện lại cho anh em, và cái hệ thống báo liếc này nó sẽ không bị lỗi và giữ nguyên được cho anh em. Đây ánh sáng, đây là ánh sáng cốt cho ra của bộ bi LED X-Line V20, và đây là ánh sáng pha. Đấy, anh em có thể thấy sáng hơn gấp 3 đến 4 lần so với đèn zin của anh em, và có thể nói là để mà đảm bảo cái cung đường di chuyển vào đường đêm, đèo núi và đường cao tốc thì anh em lắp một bộ như này, đèn như thế này là anh em đủ đảm bảo hợp lý cho anh em để anh em di chuyển những cung đường dài rồi. Còn anh em nào mà chưa biết nâng cấp đèn thì hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhé. Nâng cấp bi LED quốc dân cho chiếc xe Toyota Vios. Với cái xe Vios nguyên bản thì nó đã có cái đèn projector rồi. Đây, một cái đèn projector này.
nhưng mà cái ánh sáng của nó thì cho ra chả khác gì là đom đóm thôi anh ạ. Đấy, bởi vì nó sử dụng cái bóng halogen này nhá. Thì bóng halogen này cho này ra thì nó có mặt cắt nó tốt hơn cái dòng chóa xe thông thường thôi. Nhưng mà ánh sáng mà ra thì không thể bằng cho anh em di chuyển thì không thể bằng anh em nâng cấp bi được. Đó. Thì bên em có nâng cấp cái bộ bi Limited 3.0 này cho chiếc xe này. Thì các bác có thể thấy đây là ánh sáng mặt cắt cốt của nó này. Mặt cắt cốt và nó sẽ rất là đậm tâm và mịn này. Khi mà mình di chuyển thì cái với cái ánh sáng ở cái nhiệt màu ánh sáng trắng ngả vàng này các bác di chuyển được nhiều cái cung đường thời tiết khác nhau. Và đặc biệt là cái tâm pha nó sẽ tụm tâm pha nó sẽ là tâm pha màu vàng nha các bác nhé. Nên là các bác di chuyển vào trên cao tốc này, để đảm bảo cho mình đi. Với cái thay đổi ánh sáng này thì khi mà mình di chuyển thì nó không bị mỏi mắt. Bác nào cần nâng cấp ánh sáng trong xe của mình thì các bác có thể qua Agala Cao Lãnh các bác nhé. Toyota Vios quốc dân của các sếp đây. Xe này thì được trang bị là bi projector rồi, nhưng mà nguyên bản sử dụng bóng halogen, và cái bóng halogen này dùng càng dùng thì đi nó càng tối, bởi vì cái lốp này thì càng dùng cái lốp nó càng mờ, đi càng tối rất là khó chịu. Đấy. Anh em nào chạy xe Vios thì biết rồi đó. Anh em mà chạy đi đi đường coi như là chạy cao tốc hoặc là đi đường dài ấy, đèn nó tối đi rất là khó chịu. Thì cái giải pháp hay nhất là anh em nâng cấp lên một đôi bi LED như này. Đây là X-Line đôi V20 bảng LED. Thì lắp đặt xong như zin nhá. Lắp đặt xong như zin luôn. Bi là kích thước là bi 3.0. Đấy. Cái này mai kia anh em thích về zin cũng được luôn. Đó. Đây là anh sao cốt. Cốt với công suất là 60W. Pha là 70W. Khi lên pha này có hỗ trợ tâm vàng. Hỗ trợ cho anh em đi trời mưa nhẹ, sương mù nhẹ rất là ok. Một đôi bi hiện tại như này đang có cái chi phí chưa tới 7 củ khoai đâu. Anh em đã lắp đặt xong một bộ bi LED như này rồi. Và thời gian thi công thì nó chỉ dao động khoảng tầm 2 tiếng ở bên mình đã làm xong một chiếc xe Vios rồi nhé. Đó. Đôi này hiện tại đang có giá là 11 triệu khuyến mại xuống còn 10 triệu hoàn thiện lắp đặt, bảo hành chính hãng cho anh 3 năm ạ. Cấu hình nó, công suất nó nhỏ hơn thì giá thành nó sẽ thấp hơn một chút. Ví dụ như V20 thì nó chỉ có giá 6 triệu 8 hoàn thiện lắp đặt cho anh thôi. Xem cái kia. Kia đây công suất nhỏ hơn ạ. Công suất nhỏ hơn ạ. Cốt con kia thì nó không rộng bằng con này được. Con V30 thì tại là cốt nó rộng hơn. Đôi này thì con này là công suất là cốt là 55 pha 65 ạ. Đấy, còn đôi 60-70 thì hiện tại em lắp hết. Nếu mà thực ra là nếu mà xe anh là dòng sedan ấy, thì anh lắp được cái đôi này tốt. Hiện tại như đôi này nó là V30 Ultra, nó đang là dòng tốt nhất phân khúc trong phân khúc LED. Đấy, công suất nói chung là chạy con này khi mà cốt nó rất là rộng. Đấy, cốt con này thì hai bên nó cũng tỏa ra nhưng mà nó không rộng bằng con này nữa. Tầm như đôi này là lên là sẽ so đây cái bảng sáng anh gấp nhiều lần rồi. Và nếu mà lắp được đôi này tốt hơn, ánh sáng tốt hơn. Gầm cũng sáng, nhưng mà gầm của anh bây giờ làm thì phải cắt nát hết đi, xong là bọn em lại phải là làm lại cái chỗ mặt giữa cho anh. Cái đấy phải làm mất được một ngày cơ ạ. Cái gầm con này thì bọn em phải quét ra. Cái chấm kia phải quét xuống tận đây này. Xuống đây và lên trên mặt này. Mặt đấy ra bóc ra. Dạ đúng rồi, phải bỏ mặt này ra thì mới gắn. Mới rút được cái này. Đúng rồi. Cái vành đen này nó vẫn nguyên đúng không? Vành đen vẫn giữ nguyên cho anh. Chỉ rút cái này vào thôi đúng không? Vâng. Con này sẽ bỏ cái bi cũ vào thay bi mới, tức là ra mặt đèn nhá, xong rồi mẹ đi làm vệ sinh hết sạch sẽ keo này, sau đó là sẽ lắp cái bi kia vào rồi căn chỉnh. Đèn này quan trọng nhất là cái chip LED của nó, coi như chip LED của nó phải chip LED ngon. Đây là em làm hàng là toàn làm hàng chính hãng. Bảo hành 3 năm ạ. 3 năm ạ? Dạ vâng. Hàng là hàng chính hãng hết ạ. Quan trọng nhất chip LED của nó là phải chip LED dùng ổn. Chứ còn nhiều có những con nhá, ánh sáng nó có thể bằng con kia, nó chỉ là 4-5 triệu, nhưng mà quan trọng nhất là chip led của nó cái hàng rẻ thì anh đi xong một thời gian ấy, cái độ bền nó không được cao đấy. Chứ còn như, ví dụ như cái con này bây giờ hiện tại là cái tuổi thọ của nó rơi từ 30-50 nghìn giờ. Dòng cháy thay lại vẫn có gì đâu. bỏ cái cũ ấy. Nhưng mà em làm led ở tầm 2-3 năm nay, thực ra là đồ điện tử bảo hành thì có, nhưng mà cái trường hợp mà bọn em làm hàng chính hãng bảo hành ít lắm. Một năm nhất bảo hành 1-2 bộ đấy là thật. Còn một tháng bọn em lắp ở tầm 4-5 bộ đấy. 10 triệu, 10 triệu, 10 triệu, cầm gì thì
đấy thì có đôi 5,5 triệu, đôi đấy cũng sáng, nói chung là gần bằng thằng kia. Thằng kia thì nó sáng hơn. 9 triệu không ạ? 9 triệu không ạ? 9 giờ 10 giờ 1 giờ. Tầm đấy 3 tiếng, tầm 3 tiếng ạ. Làm thì nói chung là làm cái này không làm vội làm vàng được. Có quy trình của nó. Thì ngại mỗi cái bôi keo thôi. À keo thì anh đi xem tất cả con nào đèn độ cũng thế. Khi mà vào keo lại cái keo ấy, nó sẽ có cái ra cái mép này. Nhưng nó không làm sao, quan trọng nhất đấy là khi mà vào keo nó phải đều và nó phải kín anh. Cái trường hợp mà vào keo mà không đều ấy thì là nó sẽ đã bị vào nước hấp hơi. Đấy. Quan trọng nhất là vào keo này, vào keo đi keo phải đều và ép vào phải đều, chỗ ép chỗ này, ép chỗ này nó phải đều. Đừng để nó không queo được. Rồi tức là như này, khi mà ép xong ấy, em bảo này, ép xong mà khi mà cái keo mà nó phò lên đây nhiều quá thì bảo em sẽ vệ sinh hết gì hết đi cho anh. Đương nhiên là vệ sinh hết, nhưng đừng đang nói là cái này đừng để nó không queo quá. Rồi ok. Anh làm luôn anh cho sớm. Anh làm đi tầm khoảng mấy giờ? Cố gắng làm cho anh tầm 12 giờ, dự kiến khoảng 3 tiếng, nhưng mà nói chung là nó sẽ là sai lệch tầm 3. Vâng ok. Em mượn chụp báo đấy ạ. Có tiền vào trên xe anh cầm hết, tao giúp em nhé. Rồi ok. Tôi bị được sáng đấy. Bị được sáng. Nhất là anh đi ánh sáng trên này, dưới này gầm đấy chân sáo tốt hơn này, mà gầm thì nó có cả cái pha khi lên pha có tâm vàng đấy. Đâu bị gầm nó thế nào? Thế cái này cái gì đấy? Pha. Đây là quét à? Thế ngươi thì quét. Quét à? Quét nhỉ? Quét hay không quét thì quan trọng đi. Quét thì quét chân, nó quét cái chân bi thôi mà. Nó vừa cái bụi bi mít. Còn đây. Làm một đôi trên đôi dưới nó hợp lý hết. Bị được sáng đấy. Bị được sáng. Bị gầm sáng. Toàn nói chuyện đấy. Bị gầm con này 40-55. Con này là 55-65. Còn con này 60-70. Con này con suốt cao hơn. Nó thấy hợp lý hơn nhiều. Mà gầm 2 bên trên. 2 bên trên con này. Bên này quét đẩy hết vào trong. Cái này bên này vẫn để nguyên rồi. Đấy, để nguyên. Thế lúc mà lên pha thì cái này cũng sáng đúng không? Cả cái này nữa rồi. Cái này sáng luôn à? Cái này pha. 6 pha. Cái này pha. Khi lên pha 6 pha. Đấy, làm đôi này, làm đôi gầm nữa. Đôi này trước đi. Đôi trên trước đi nhỉ? Gầm từ từ đi nhỉ? Thì đằng nào hạ cán ra, tiệm hạ cán ra, con này hạ cán ra nó hay bị bao cái mép này này, thấy không? Tiệm hạ cán ra thì làm luôn đấy, thì tháo ra nó vào nhiều, làm cả đôi thì giá nó hợp lý. Giá thì có bao giờ em làm cho anh giá? Chuyển cho anh một tí thế nào? Có bao giờ là em làm cho anh giá gì kia đâu, là làm giá một tí thế? Con này là 50, con này là 40, hai con là 50. Lên giá khuyến mại nhé. Nhưng mà sao giá công con này nó là nắp đèn, nắp hai cái đèn gầm này này, hai cái đèn này thì là tổng 10 triệu ạ. 10 triệu một con trên này, là cặp này là 5,5 triệu này, cặp dưới này là 4,5 triệu này, tổng là 10 triệu. Em báo giá thương mại luôn, bảo anh 3 năm. Thế 2 năm thì đôi 3 năm đẹp ba. Nếu mà trên này làm một đôi là làm hai cặp, dưới làm đèn gầm nữa thì rơi 15 triệu. Làm hai cái rồi. Hai cái dưới này, dưới đây làm cái đèn gầm vàng và xương. Đèn gầm vàng thì phá xương, phá xương như anh có hay đi cùng cam nhiều không? Có thế thì đấy thì như này, anh làm cái đèn trên trước, nếu mà vào lúc đi đèn gầm vàng để đi phá xương, xương bù, chuyển lưỡi, thì vào nữa làm xương gầm, đấy sao? Thế là anh làm cái hôm nay làm xoay cái này. Okay, let's go. Pin đã Accent độ đèn mất bao lâu và độ đèn có giữ zin hay không? Chắc rằng nhiều anh em đang sử dụng xe Accent đang băn khoăn về vấn đề độ đèn, thì anh em đang thắc mắc là vấn đề là độ đèn xong cho xe Accent là có zin hay không. Thì em hôm nay em xin phép trả lời là độ đèn cho xe Accent xong thì sẽ zin anh em nhé. Mình sẽ bỏ bi cũ và bắt cái bi mới vào thôi và bắt pát. Đấy, bắt pát. Anh em nhìn con này bên em vừa độ xong này. Anh em biết là nếu mà tắt đi thì anh em không thể nào biết là đây là đèn độ luôn. Đó, nó đặt xong như zin và cam kết cho anh em là đi đăng kiểm thoải mái. Và cái thời gian thi công một bộ đèn cho xe Hyundai Accent này thì nó sẽ dao động khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ thôi. Như chiếc xe này bên mình vừa làm chưa đến 2 tiếng. Đấy, con này chắc làm tầm 1 tiếng 40 phút thôi. Chiếc xe này là bên mình đã hoàn thiện xong rồi. Độ thời gian nó rất là nhanh và giữ zin cho anh em. Anh em nào muốn mổ cận làm đèn cho xe Accent qua gặp em.
Đây các bác có thể thấy đây là ánh sáng của chiếc bóng đèn xe Ford Ranger. Đấy, bác chủ đã lên đèn xenon rồi. Đấy, nhưng mà sau vài năm sử dụng thì nó đã xuống cấp rồi. Và bây giờ các bác có thể thấy này, ánh sáng rất là mờ đúng không ạ? Đó, và bây giờ anh bác chủ quyết định lên bộ bi GTL Limited 3.0 các bác nhé. Đấy, đây là anh em kỹ thuật bên em đang tháo đèn để lắp bộ bi. Đấy, thì mình sẽ với cái dòng Ford Ranger này thì lắp nguyên zin thôi. Đấy, tháo bi cũ ra và mình lắp quả bi mới vào thôi. Các bác hãy chờ sau khi bên em lên xong bộ đèn, em sẽ test ánh sáng cho các bác xem nhé. VinFast VM5 đã được trang bị bi projector và thay thế một cặp bóng led rồi, nhưng mà ánh sáng vẫn cho ra vẫn chưa ăn thua anh em ạ. Đây một chiếc xe VinFast VM5. Xe này thì nguyên bản của nó là bi projector và bóng là bóng sử dụng là bóng halogen ánh sáng vàng. Trước đây thì anh đã thay một cặp bóng led rồi, cặp bóng này thì là cặp bóng xịn nhé, thay bên mình. Đấy, sau một thời gian sử dụng thì anh thấy cái cặp bóng led thì cũng cải thiện ánh sáng khá là tốt rồi, nhưng mà nó vẫn chưa được sáng lắm. Thì hôm nay lại tiếp tục qua bên mình nâng cấp lên một cặp bi led. Thì đây là một cặp bi led X-Line V20 phiên bản mới nhất, phiên bản 2024 với công suất lọc cốt là 60W, pha 70W. Ánh sáng so với nguyên bản sáng gấp 4-5 lần. Đây là ánh sáng cốt đấy ạ, khi lên pha đấy ạ. Có thể nói đây X-Line V20 là một cặp bi led quốc dân anh em nhé. Với cái tầm tài chính mà anh em chi trả bỏ ra thì nó chỉ loanh quanh chưa tới 7 triệu đồng. Và cái dòng này ấy, ánh sáng cho ra cũng rất là tốt. Nên là anh em đã sử dụng xe VF5 và tất cả các dòng xe khác mà muốn tham khảo và lắp đặt bi led thì qua Akala Thái Nguyên với địa chỉ 579 Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên anh em nhá. VinFast VM5 lấy từ hãng ra thì độ gì anh em? Đây một chiếc xe VinFast VM5 thì vừa dắt từ hãng ra. Với cái dòng VinFast này thì phim cách nhiệt là từ lấy từ hãng ra chưa được tặng và chưa được trang bị, thì xe này thì bắt buộc phải dán phim cách nhiệt rồi để nó chống nắng và nó tăng cái độ thẩm mỹ cũng như là bảo vệ cái quyền riêng tư của khi mà anh em sử dụng xe. Và cái quan trọng nhất nó vẫn là cách nhiệt. Cái thứ hai mà anh em phản hồi nhiều quá đó là cái đèn của dòng VinFast VF5 này, nó là bi projector nhưng mà nó sử dụng bóng halogen, ánh sáng cho ra rất là khiêm tốn và đi buổi tối rất là tối. Đấy, ví dụ chỉ trời mưa nhẹ cái là đi coi như không thấy gì. Thì xe này bên mình đang vừa tiến hành nâng cấp xong một bộ X-Line V20 với công suất là cốt 60W, pha 70W. Đấy, khi lên pha thì có tâm vàng hỗ trợ cho anh em đi trời mưa nhẹ, sương mù nhẹ rất là ok luôn. Và cái bộ này thì chi phí hiện tại nó đang có chương trình khuyến mại thì nó chỉ hơn 6 đồng thôi. Và phim cách nhiệt bên này mình dán phim cách nhiệt gói Neko của Hàn Quốc thì giá cũng loanh quanh là chưa tới 4 đồng đâu. Và xe này thì bên mình trang bị thêm một chiếc camera hành trình Xiaomi A500S, thì cái này vừa dán phim xong mình chưa gắn lên, mai mình mới gắn. Đó là những cái món đồ cơ bản và những món đồ cần thiết mà anh em khi sử dụng xe VF5 mà anh em cần trang bị anh em nhá. Vios 2023, bản thân của cái bản bộ này thì nó đã có bản đi gầm anh em nhá. Nhưng bi gầm cái bản của nó sẽ bi này rất là bi 1.8 này anh em này. Bi rất là bé nên là khi mà anh em muốn lắp cái bi gầm vào đấy thì muốn lắp bi gầm mà bi 3 inch này thì nó sẽ chui ẩn bên trong. Thì em bên em có làm cái dưỡng như này để lắp cho cái bi 3 inch nó vào đây và lắp zin anh em nhá. Đây. Bên lái đây, anh em thấy ạ. Đấy. Thế con này bản thân của nó là đèn full led rồi này, nhưng mà thật ra ánh sáng của đèn full led cực kỳ kém. Đây anh em nhìn thấy ạ, ánh sáng đây, ánh sáng của đèn, đây là ánh sáng của đèn nguyên bản này, đây là của bản full led này. Anh em thấy chóa led đây nó có ba cái mặt led ở đây rồi, nhưng ánh sáng cực kỳ kém. Đây là ánh sáng của đèn gầm mà sau khi em nâng cấp xong này, với bộ bi led X-Line X3 Pro với nhân màu là 5500. Đấy, đây là ánh sáng của với chế độ cốt. Còn đây là ánh sáng của chế độ pha. Anh em thấy là ánh sáng rất là sáng và át hết cái phần đèn nguyên bản của chiếc xe đi. Đấy. Và với X3 Pro thì nó sẽ có một cái tâm trợ pha. Đấy, anh em thấy là cái tâm vàng như thế. Anh em hỗ trợ cho anh em đi mưa đi sương. Đấy. Cực kỳ tốt nha anh em nhá. Đấy. Và đây là cốt này, pha của đèn này. Đấy. Nếu mà so sánh với độ sáng thì nó có thể sáng gấp 4 đến 5 lần so với đèn nguyên bản của chiếc xe. Và cái đèn gầm của xe và cái đèn trên của anh và so sáng hơn gấp 32 đến gấp 3 lần so với đèn nguyên bản của xe bên trên này với đèn zin. Đấy. Anh em nào mà đang đi xe Vios nhá, hoặc là những dòng xe khác mà chưa có đèn gầm hoặc là có đèn gầm nhưng mà ánh sáng rất là kém, thì anh em hãy đến với Akala Thái Nguyên để bên em nâng cấp đèn gầm cho các bác.